Đầu học kỳ thì chúng ta sẽ học cái cuốn sách này. Lâu. Các bạn có thấy cuốn sách file PDF của thầy Dạ thấy ạ. không? Dạ Ok. thấy thầy. Mấy đứa có cái file này rồi đúng không? Hay là có cuốn sách này rồi đúng không? Thì học kỳ 2 này thì ban đầu chúng ta sẽ học cuốn sách này, sau đó chúng ta có mấy cuốn sách khác nữa để tự học hai vân vân ha. Nói chung là học kỳ 2 chúng ta học về điện và từ. Điện và từ là môn học nó nói thật ra là khó, rất khó. Giáo trình đại cương á, nếu mà các bạn nào mà không có cái nền tảng từ trường chuyên lên á ha, thì các bạn nên lấy cuốn sách của giáo trình đại cương học trước, xem trước ha, thì nó sẽ đỡ sốc hơn. Còn cái giáo trình của Pháp này thì nó giống như học kỳ một thầy cũng nói rồi đó, giáo trình của Pháp viết khá nặng về toán, và khi các bạn đọc là các bạn phải đọc kỹ từng 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 tí một, từng công thức một, thì may ra các bạn mới có thể nắm được cái phân bố nội dung trong cái phần của Việt Pháp này. Thì chúng ta có 14 15 tuần gì đó ha, chúng ta cũng sẽ có ít nhất là khoảng hai bài kiểm tra, có một bài tập lớn. Bài tập lớn thì để thầy coi, thầy xem cái danh sách bài tập lớn thế nào, thầy sẽ up lên sớm giống như các bạn học kỳ một vừa rồi ha. Các bạn nào có cái điểm bài tập lớn đủ cao thì các bạn sẽ thấy là cái việc qua môn các bạn nó cũng không có quá khó. Tuy nhiên là vì các bạn học chương trình Việt Pháp thì đừng có đặt cái mục tiêu chỉ là qua môn ha, đặt cái mục tiêu là các bạn hơi hiểu cái môn học này nó sâu hơn và nó có cái nền tảng hơn ha. Ngày hôm nay là ngày bài tập, lớp này là lớp bài tập, nhưng mà tất nhiên là không thể học bài tập được rồi, bởi vì biết gì đâu mà học. Thì chúng ta sẽ dạy lý thuyết trong cái buổi này, rồi phân bố lại thời gian trong vài bữa đầu cho đến khi mà chúng ta có thời gian hợp lý để chúng ta phân bố bài tập với lý thuyết lại giống như học kỳ một chúng ta học vậy ha. Thầy cũng không biết tại sao nhưng thầy khóa biểu thì cái tiết học đầu tiên của lớp này nó lại là lý tiết bài tập. Thì cái lớp này cũng học lý thuyết của thầy luôn đúng không? Mấy đứa. Thầy thấy cùng cái mã số lớp mà P02 với P03 gì đó. Đúng nhỉ? Ok. Thì nó cũng dễ cho thầy phân bố thời gian hơn. Rồi thì buổi học đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ giới thiệu sơ một chút về cái nội dung của cái môn học này ha. Thì chúng ta có học kỳ này chúng ta có 15 cái tiết dạy. Thì những cái tiết đầu tiên thì chúng ta sẽ khoảng 3 tiết đầu tiên chúng ta sẽ nói về, 4 tiết đầu tiên là chúng ta nói về tĩnh điện. Tĩnh điện ha. Và sau đó chúng ta sẽ tiếp xúc các cái đối tượng liên quan đến phức tạp hơn, liên quan đến điện, ví dụ như là lưỡng cực điện hoặc các dòng điện ha. Sang đến buổi thứ bảy á, thì chúng ta sẽ đi vào phần từ trường và nó kéo dài cái buổi từ trường cho đến từ trường tĩnh nha, từ trường tĩnh trước cho đến khoảng 3 đến 4 buổi từ trường tĩnh thì chúng ta chuyển sang các yếu tố liên quan đến từ, ví dụ như là lưỡng cực từ, ví dụ như là điện tích và tương tác với trường điện từ. Học kỳ một thì chúng ta có học cái lực Lorentz rồi, thì đến đây thì lực Lorentz nó chỉ là một trong các lực mà chúng ta, một trong các cái yếu tố mà chúng ta phải học thôi trong cái sự tương tác giữa điện và từ. Đó. Sau đó thì chúng ta có cái buổi học liên quan đến trường điện từ. Thì trường điện từ thì bắt đầu chúng ta sẽ học cái yếu tố liên quan đến sự tương tác của ai nhắn tin cho thầy ha. Có ai thì chúng ta sẽ học cái sự tương tác giữa tĩnh điện và các cái trường từ, cũng như là trường, xin lỗi, sự lan truyền, sự hình thành nên cái trường điện từ, cách thức lan truyền, các phương trình Maxwell. Thì các phương trình Maxwell là một trong những cái bài giảng mà có thể nói là khá là khó, khó là về toán. Thì nó có nhiều cái phong cách giảng khác nhau, thì ít ra thì thầy cũng đã có record một cái bài giảng về các phương trình Maxwell dành cho lớp học đại trà. Mấy đứa xem trên kênh YouTube của thầy á ha, chắc là mấy đứa cũng cũng biết cái kênh YouTube của thầy là cái gì rồi. Thì có mấy năm vừa rồi thì phải dạy online khá là nhiều, mỗi lần dạy online thì thầy có record lại cái màn hình và ở bên đó. Thì riêng cái bài về phương trình Maxwell á, là thầy cho rằng á, từ cái phần mà phương trình Maxwell, tức là tầng tuần thứ tuần khoảng 10 13 trở đi á, thì mới là phần cực kỳ quan trọng trong cái chương điện từ này. Nó là cái phần tiệm cận với những gì chúng ta đang có ở cái thế giới ngày hôm nay. Còn tĩnh điện tĩnh từ á, ở góc độ nào đó thì các bạn cũng có một cái chút kiến thức sơ đẳng ở lớp 11 và cấp 3 rồi ha, mặc dù có thể là bây giờ các bạn cũng không còn nhớ nhiều nữa đâu, nhưng có lẽ các bạn cũng còn nhớ một số cái khái niệm, ví dụ như là điện thế, ví dụ như cường độ điện trường ha, điện trường để các bạn gặp trong mấy cái bài mà con lắc đơn treo trong điện trường, treo trong ấy, cái kiểu như vậy ha.
Thì từ cái phần mà phương trình Maxwell trở đi á, các hiệu các hiện tượng cảm ứng điện từ rồi phương trình Maxwell trở đi á, thì nó mới bắt đầu có những cái nó tiệm cận với cái kỹ thuật của cái cuộc sống hiện đại và cái kỹ thuật của cái phần mà chuyên môn ra đời các bạn làm. Tĩnh điện tĩnh từ thì các bạn cũng ở góc độ nào đó thì vẫn nó vẫn có những cái ứng dụng nhưng mà nó không phổ quát lắm. Cho nên từ khoảng tuần thứ 10, 12, 13 trở đi á, thì cái chương trình học của các bạn nó sẽ rất là nhanh và nó cực kỳ gấp luôn. Cho nên thầy khuyên thành thật là để tiếp cận với cái kỳ thi cuối kỳ một cách gọi là tốt thì làm ơn các bạn từ tuần thứ 12 trở đi là các bạn từ nói chung là từ tuần thứ 11, 12 trở đi các bạn phải cực kỳ chú ý luôn. Bởi vì ngay sau cái phương trình Maxwell và điện từ trường á, là các bạn nhảy sang một phát nó liên quan đến lượng tử. Thì cái chương trình học của chúng ta, cái phần lượng tử là phần quản lý hiện đại thì nó lại chỉ có khoảng chừng 2 đến 3 tiết để dạy thôi. Mấy cái phương trình Schrödinger, ứng dụng phương trình Schrödinger, giả thuyết De Broglie, hệ thuyết bất định Heisenberg thì các bạn lại chỉ có khoảng 2 đến 3 tiết để dạy thôi. Và cái phần đó thì ví dụ như năm vừa rồi trong cái kỳ thi phân ngành của Việt Pháp thì nó bây giờ thì kỳ thi nó cũng không có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà cái kỳ thi phân ngành vừa rồi thì nó luôn luôn có một bài liên quan đến lượng tử, liên quan đến phần cuối của học kỳ này. Cho nên chương trình học học kỳ 2 đến vượt A2 á thực sự rất là nặng ha. Với cái lựa thời lượng thời gian mà chúng ta có, với cái lượng kiến thức mà chúng ta cần phải phân bố nó rất nặng. Với cái thời gian này mà chỉ cần dạy tương ứng với giáo trình của đại trà thôi cũng đã là rất nặng rồi. Và đây nó còn là giáo trình của Việt Pháp nữa, toán cực kỳ nhiều ha. Các cái phương trình toán cực kỳ nhiều, các cái phương trình toán ảnh hưởng bởi cái học kỳ 1 khi chúng ta giới thiệu về các hệ tọa độ cầu, hệ tọa độ trụ là cực kỳ nhiều. Cho nên là đối với vật lý A2 á, các bạn cần phải có một cái chuẩn bị rõ ràng hơn về về mặt gọi là kiến thức toán cũng như các kỹ năng mà các bạn cần có, cộng với lại là cái kiến thức nền. Sách á, thì các bạn có rồi ha. Sách Việt Pháp thì các bạn có rồi, thì các bạn cố gắng học Việt Pháp thì các bạn cố gắng cày sớm, cày trước khi chúng ta bắt đầu vào học một chút ha. Chứ đừng có đợi đến khi mà thầy giảng rồi bắt đầu mới đọc những cái chương sách đầu tiên, những cái dòng sách đầu tiên thì nó không bao giờ theo kịp được đâu. Thường thì ở trong cái bậc dạy đại học thì người ta cũng không thể nào mà official theo kiểu là mỗi một ngày là giảng cái gì đâu. Đôi khi khi mà thầy giảng thì nó cái kiến thức mà để mà nó sâu chuỗi được ấy, thì nó cũng sẽ nhảy qua nhảy lại vài cái chương khác nhau ấy. Cho nên là nếu mà các bạn có thể muốn nắm được cái bài đó, nếu mà chúng ta cứ dạy tuần tự thì nhiều khi cái logic các bạn nó sẽ không được rộng, nên đôi khi trong lúc dạy thầy có thể lái nó và có thể kéo nó vào trong các cái chương khác nhau, phân bố vào trong cái chương khác nhau để các bạn có một cái nhìn nó tổng quát hơn. Nhưng mà điều này nó sẽ gây khó khăn cho những bạn mà không đọc trước bài, hoặc những bạn mà không có cái kiến thức nền mà lại vẫn không đọc trước bài. Cho nên là hết cách ha, chúng ta không có than thở thì cũng chẳng than thở được đâu. Thế nên là thôi, các bạn cố gắng một tí vậy. Việt Pháp thì ra trường thường là hầu như là các bạn đều có một trình độ cao hết, mà muốn có trình độ cao thì nó phải đánh đổi vào cái quá trình cày vừa này thôi ha. Rồi, sơ lược là như thế ha, tức là tĩnh điện tĩnh từ, điện từ trường, phương trình Maxwell và vật lý lượng tử là những thứ mà chúng ta sẽ học ở học kỳ 2 này. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần tĩnh điện tĩnh từ một chút ha. Thì học ở phổ thông á, các bạn có hai khái niệm các bạn rất là hay gặp. Thứ nhất là tĩnh, thứ hai là đều. Các bạn sẽ nghe nói là môn học là môn tĩnh điện. Điện trường trong tụ điện là điện trường đều. Thì các bạn có phân biệt được hai chữ tĩnh và đều đâu? Ai phân biệt được? Ai phân biệt được hai chữ tĩnh và chữ đều đó với nhau? Tĩnh là gì? Tĩnh thì mang ý nghĩa gì mà đều thì mang ý nghĩa gì? Mấy đứa? Mấy đứa đang thấy cái màn hình của Acrobat đúng không? PDF đúng không? Ai biết là ai biết cái khái niệm về tĩnh và đều nó khác nhau chỗ nào nè? Hưng, Lê Vĩnh Hưng chứ hả? Lê Vĩnh Hưng biết không em? Hello, hello, Thịnh, Đặng Phan Trường Thịnh nè. Có phân biệt được khái niệm à? Mấy em không nói được à? Ok Vĩnh, ok Hưng, Đặng Phan Trường Thịnh bật mic được không? Đặng Phan Trường Thịnh.
Chà, học cái này mà không có giao tiếp cũng hơi khó ha. Bùi Duy Công, Bùi Công Duy, Bùi Công Duy. Có nghe câu hỏi vừa rồi của thầy không? Alo, thầy có nghe không ạ? À, nghe, ok. Thầy hỏi là hồi phổ thông các bạn học hai khái niệm là điện trường tĩnh và điện trường đều á, bọn em có phân biệt được hai cái khái niệm đâu, tĩnh và đều. Theo em nhớ là điện trường đều là các trường xức từ nó song song nhau đúng không thầy? Điện điện trường, ok thì cũng đúng, à, đường sức điện chứ sự từ đang nói điện trường sao đường sức từ, chắc đường sức song song với nhau, ok thì cũng tạm tạm đi, ok gì đâu không. Dạ, em hết nhớ rồi thầy. Hai chữ tĩnh và đều á, là nó đặc trưng cho hai cái khái niệm khác nhau của vật lý. Tĩnh á, là đặc trưng cho thời gian, các bạn nên note những cái này lại ha. Đều á, là đặc trưng cho không gian. Bạn Minh Cận Nhật nói tĩnh là điện tích nằm ở một chỗ, đều là điện tích phân bố đều thì cũng không đúng ha. Tĩnh là đặc trưng cho thời gian, tức là sao, là cái đặt cái điện trường đó đó, cái điện trường, giả sử chúng ta có cái điện trường nằm nằm giữa hai cái đầu cái bút này, chỗ này ấy, điện trường của nó là ba, thầy chưa nói đơn vị nha, mốt phải nói đơn vị sau. Giả sử điện trường ở đây là ba, điện trường ở đây là bốn, điện trường ở đây là năm, điện trường ở đây là sáu, nhưng mà chỗ này nè mãi mãi là ba, chỗ này mãi mãi là bốn, chỗ này mãi mãi là năm, chỗ này mãi mãi là sáu theo thời gian, tức là thời gian cứ trôi đi trôi đi trôi đi, chỗ này vẫn là ba, chỗ này vẫn là bốn, chỗ này vẫn là năm, chỗ này vẫn là sáu, thì đây là điện trường tĩnh. Điện trường tĩnh tức là sao, là giá trị điện trường tại mỗi điểm nó không đổi theo thời gian, tĩnh là đặc trưng cho thời gian. À, còn đều, điện trường này không đều, bởi vì đều là sao, lúc 8 giờ đây là 3 thì đây cũng là 3, đây cũng là 3, đây cũng là 3, đây cũng là 3. Lúc 8 giờ 1 phút đây là 4, đây là 4, đây là 4, đây là 4, đây là 4. Chữ đều á, ý nói lên cái yếu tố không gian. Nếu mọi nơi đều có giá trị giống nhau trong cái vùng mà chúng ta xét á, thì điện trường trong đó là đều, giá trị giống nhau và vector giống nhau hơn. Tức là vector E không đổi trong toàn vùng. Nhưng mà theo thời gian thì nó có thể đổi, nhưng phải đổi đồng loạt. À, tất cả mọi nơi luôn luôn bằng nhau, mặc dù có thể đổi. Lúc ban đầu tất cả đều 3, sau đó bắt đầu tất cả đều 4, sau đó bắt đầu tất cả đều 5. Nó giống như cái điện trường trong cái tụ điện mà chúng ta học trong cái bài toán về điện xoay chiều đó. Rõ ràng hiệu điện thế trên cái tụ điện đó là nó thay đổi theo thời gian, nhớ không? Mà điện trường thì bằng là U chia D, U thay đổi theo thời gian, khoảng cách giữa hai bản tụ thì không đổi. Cho nên E của chúng ta thực ra là thay đổi theo thời gian. Thì điện trường trong tụ điện trong bài toán về điện xoay chiều đó, là điện trường không tĩnh, nhưng nó là điện trường đều. Bởi vì mỗi lần U thay đổi thì E sẽ giữa hai đầu bản tụ, giữa hai cái bản tụ thì E lúc nào cũng bằng nhau tại mọi điểm, chỉ có điều là nó sẽ thay đổi theo thời gian. Thì điện trường đó là điện trường không tĩnh nhưng đều. Còn ví dụ chúng ta chỉ có một điện tích điểm thôi, một tích điện điểm nằm đây, một điện tích điểm nằm ở đây, cách 3 mét có E bằng 1 giả sử vậy, cách 5 mét có E bằng ví dụ như là không phẩy mấy, cách 6 mét giá trị là không phẩy không mấy nữa, ví dụ vậy ha. Nhưng mà cách 3 mét cái điện trường, cái điện tích này không có chạy, cho nên cách 3 mét lúc nào cũng là 1, cách 5 mét lúc nào cũng là không phẩy mấy, cách 6 mét lúc nào cũng là không phẩy không mấy, ví dụ vậy, lúc nào cũng là như thế, không có đổi theo thời gian, mặc dù tụi nó không bằng nhau ở những điểm khác nhau. Thì điện trường nó gọi là điện trường tĩnh mà không đều. Còn điện trường trong cái tụ điện, trong điện bài toán điện xoay chiều là điện trường đều mà không tĩnh. Vậy thì điện trường nào vừa tĩnh vừa đều? Dễ lắm. Là điện trường ở trong cái tụ điện, trong bài toán điện một chiều, tức là hiệu điện thế mắc của vào tụ điện là không đổi. Thì hiệu điện thế mắc vào tụ điện là không đổi. Thì giá trị điện trường, giá trị điện trường ở trong tụ điện là không đổi về thời gian. U chia D. Đúng chưa? Và tại mọi điểm giữa hai cái bản tụ đó là luôn luôn giống hệt nhau, lúc nào cũng là U chia D tại mọi điểm. Cho nên điện trường trong cái tụ điện của bài toán điện một chiều á, là tụ điện có điện trường vừa tĩnh vừa đều. Trong cái bài toán về điện xoay chiều á, thì là đều mà không tĩnh. Còn trong cái bài toán điện tích điểm á, tại các điểm khác nhau trong không gian á, đứng yên, điện tích điểm đứng yên thì là tĩnh mà không đều. Lưu ý giùm thầy nha. Đó. Hai cái khái niệm đó mà nếu các bạn chỉ cần nhầm một tí thôi á, thì cái việc phân định sau này á, nó sẽ khá rắc rối, bởi vì nói đến vật lý á, nói cho cùng mọi giá trị á, nó đều liên quan đến không gian và thời gian, mọi cái quá trình nó cũng đều liên quan đến không gian và thời gian, tất cả mọi cái sự vận động trong vật lý, vận động của quá trình, vận động của vật thể, vận động của sự tương tác cũng đều là diễn ra trong không gian và theo thời gian đấy. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ hai cái yếu tố này với nhau trước khi chúng ta có thể đi đi xa hơn. Vậy thì nói về lịch sử một chút liên quan đến điện.
Về cơ bản á, thì điện á, là được tìm thấy hay là được ghi nhận á, thầy nhớ con số không chính xác nhưng nó đâu đó khoảng 2.000 năm trước công nguyên, dựa vào những cái ghi chép như kiểu là nhất là mấy đứa con gái bây giờ sẽ lâu lâu cũng sẽ gặp, nếu các bạn đi chơi Đà Lạt á, nó chải tóc buổi sáng đưa cái lược lên thì lược nó hút tóc. Con mèo đi trong ban đêm thì nó phát ra những cái lách tách đốm lửa nhỏ nhỏ, nhất là những con mèo có lông dài, là bởi vì các cái sợi lông của nó nhiễm điện với nhau, và sau này chúng ta biết là do nó nhiễm điện với nhau và có sự phóng điện nhỏ nhỏ ở đó. Hay là con mèo đen, con mèo nói chung là khi nhảy qua xác chết thì nó đã làm cho cái xác chết bị bật ngồi ngồi dậy, là do bởi vì con mèo nó mang theo sự nhiễm điện do lông cọ sát, sau đó nó nhảy qua thì nó làm cho các cơ trên cơ thể người cũng bị nhiễm điện hưởng ứng theo, và cơ bắp của con người thì được điều khiển bởi tín hiệu điện, cho nên nó tạo ra sự co rút và chúng ta có cái sự gọi là co giật. Một cái ví dụ khác để nói về sự co giật liên quan đến sinh lý của cơ thể ảnh hưởng bởi điện, và đây là hoàn toàn là yếu tố mang tính gọi là mô tả thôi, chứ các bạn không nên thử nghiệm nha. Ví dụ như cơ bắp có thể bị ảnh hưởng như thế nào, và nó sẽ, nếu chúng ta hiểu về điện thì chúng ta hiểu một chút về cơ bắp, chúng ta sẽ có cái yếu tố an toàn hơn. Ví dụ như là chúng ta đi ngang qua một cái vật sử dụng điện nào đó trong nhà chẳng hạn, và chúng ta cảm thấy là nó có sự rò rỉ, ví dụ quẹt cái tay vào trong cái bàn hay quẹt cái tay vào máy tính, tự nhiên thấy nó giật cái. Nguyên tắc này, nếu mà phát hiện ra cái sự rò điện đó một cách gọi là ngẫu nhiên, thì việc đầu tiên các bạn cần làm á, là bạn ngắt nguồn điện, và các bạn tốt hơn hết là gọi thợ kiểm tra nếu các bạn cảm thấy điều đó có thể nguy hiểm. Lý do các bạn học bách khoa không nghĩa là các bạn biết sửa điện đâu, hai câu chuyện nó khác nhau hoàn toàn nha. Đừng có nghĩ rằng mình học bách khoa xong mình có thể sửa điện, hay là có thể chỉnh sửa, hay là có thể chọc 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 mấy cái mạch nha. Các bạn chưa học cái an toàn điện, các bạn đừng có sửa, các bạn chỉ có thay được bóng đèn thôi, mà thay bóng đèn cũng phải nhớ là đứng trên cái ghế gỗ nha. Thì nếu mà các bạn thấy rằng là có sự rò rỉ điện thì các bạn sẽ tốt hơn hết là ngắt điện và kiểm tra, thuê người kiểm tra hoặc là có một số thiết bị chuyên dụng để kiểm tra. Tuy nhiên nếu ngày hôm đó ha, các bạn đang đứng trước mặt crush và các bạn cảm thấy rằng các bạn phải do something để show off rằng là các bạn đang dũng cảm hay cái gì đó, tào lao gì đó, đại khái thế. Con người ta thường là chết vì cái chuyện show off. Bạn lấy tay bạn rờ vào để kiểm tra, check again for sure. Thấy máy tính của bạn gái hay là máy tính của crush bị nhiễm điện, hơi tê tê, đúng không? Việc đầu tiên của một người có lý trí là ngắt nguồn điện, kiếm cái bút thử điện, test thử xem chỗ nào đang rò rỉ điện nhanh nhất. Nhưng mà các bạn cảm thấy rằng là this moment we have to do something để show off, con người ta hay chết vì mấy cái thứ gọi là tào lao đó, đó. Thế là lấy cái tay trần chọt cho cái máy tính, check again for sure. Thì nguyên tắc cơ bản nha, nếu các bạn hiểu rằng dòng điện vào sẽ làm cho cơ bắp co giật, thì bạn không bao giờ được, giả sử đây là sợi dây điện có rò rỉ, các bạn không bao giờ được lấy cái lòng bàn tay các bạn thử. Vì các bạn lấy lòng bàn tay các bạn thử như này mà dòng điện chạy qua thì nó chụp cái bàn tay các bạn, cơ nó co rút và cái tay các bạn sẽ chụp vào cái sợi dây điện, và các bạn sẽ không cần phải show off lần nào nữa đâu, bởi vì các bạn ngay sau cái hành động này vài phút thôi các bạn sẽ bay được luôn. Thì các bạn phải nhớ rằng các bạn sẽ luôn luôn thử nhiệt hoặc thử thử điện bằng cái mu bàn tay nếu các bạn cảm thấy các bạn cần phải làm gì đó. Nhưng mà tôi nói trước nè, cái này nói chơi cho vui, bởi vì nếu các bạn cảm thấy rò rỉ điện hoặc nhiệt các bạn nên dùng thiết bị chuyên dụng để kiểm. Nhưng nếu các bạn bắt buộc phải kiểm thì kiểm bằng mu bàn tay. Khi bạn chạm mu bàn tay vào, thì nếu có điện hoặc có nhiệt, cơ các bạn sẽ theo bản năng co rút lại và các bạn sẽ giật cái tay các bạn ra khỏi cái nguồn rò rỉ. Nó sẽ an toàn hơn được một chút, nhưng không có nghĩa là các bạn sẽ không chết, bởi vì nhiều khi cái phát dịch ban đầu thì nó đã đứng tim rồi. Cho nên nguyên tắc là không được thử ha. Còn nếu muốn thử thì phải thử bằng mu bàn tay, nguyên tắc bao giờ cũng phải thử bằng mu bàn tay, không được phép thử như thế này. Sợi dây điện như này mà thử như này bùng phát như này là xong luôn ha. Rồi. Thì ghi nhận về điện á thì ghi nhận nhiều lắm, từ trước công nguyên khoảng là 2.000 năm cơ. Ghi điện về từ ghi nhận về từ mình nói rộng một chút ha, trước khi mình đi sâu vào cái vấn đề của điện, tĩnh điện. Ghi nhận về từ thì nó có từ khoảng những cái giai đoạn mà Xuân Thu của Trung Quốc, từ thạch. Các bạn nếu mà mấy năm trước có xem một cái phim, nó gọi là phim cái phim của cái cô gì mà được gọi là thuốc độc phòng vé gì đó, không không nhớ nữa, hình cảnh cảnh điểm cái phim gì mà liên quan đến mà Trương Nghệ Mưu quay ấy, mà bay bay lên tường thành, bay như chim, người mà bay như chim ấy, đánh mấy con thao thiết hay cái gì đó, đại loại như thế ha. Có cái chi tiết là cái con đó nó sợ cục đá năm châm á, nhớ là vậy ha. Thì người Trung Quốc người ta ghi nhận về cái nam châm từ rất là lâu rồi, dựa vào cái chuyện là hậu cần thôi, trong chiến tranh thì hậu cần rất là nhiều ha. Thì người ta phát hiện ra rằng là cái việc mà vận chuyển
vận chuyển vũ khí qua một số cái khu vực đó thì động vật nó mất sức nhiều hơn, và người ta đào được ở những khu vực đó. Sau đó thì những viên đá nó có tác dụng rất là thú vị, đó là nó hút và nó đẩy được lẫn nhau, và nó đặc biệt là hút được các vật liên quan đến sắt. À, đối với đồng với vàng thì không tác dụng lắm, người ta gọi nó là từ thạch. À, từ thạch là đá từ, và từ thạch từ trường là một trong những cái nó ra khỏi ngũ hành. Theo cái quan điểm của văn hóa Trung Hoa ngày xưa thì có ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, thì từ thạch từ trường là nó ra khỏi ngũ hành, nó không có liên quan đến ngũ hành. Đọc trong một số cái truyện tiên hiệp cũng có nhắc đến một cái nhà phàm nhân tu tiên gì đó, hồi xưa cũng có, tôi nhớ là tôi có xem một cái trailer đâu đó về cái phim hay cái game gì của nó có nói đến cái chuyện đó. Tôi không nhớ nữa, đại khái là nó ra khỏi ngũ hành và nó không có liên quan đến ngũ hành. Thì sau đó thì người Trung Quốc người ta lại phát hiện ra một chi tiết rất thú vị khác, đó chính là nếu chúng ta đẽo cái cục đá đó thành một cái thanh dài, thì cái thanh dài đó hoặc cái muôi múc canh đó, nó có cái hình cái chùy muôi múc canh, y như một cái muôi múc canh luôn. À, thì nếu đẽo đẽo khéo léo và có tính toán á, thì khi chúng ta đặt cái muôi múc canh đó, tại sao làm thành cái muôi á, thì bởi vì đơn giản lắm, cái muôi thì nó có cái phần bầu bầu á, đặt lên bề mặt thì nó xoay được, nó kiểu cân bằng, nó xoay được. Thì nếu mà đẽo khéo á, thì một trong một cái đuôi của nó sẽ luôn luôn hướng về một chiều nào đó, hay là cái thân của nó sẽ luôn chỉ hướng nam bắc. À, thì người ta dùng để coi bói, ban đầu thì người ta dùng để chỉ hướng để coi bói ba cái la bàn mấy thầy thầy phong thủy. Sau đó thì người châu Âu người ta mới thấy là cái đó nó có tác dụng rất là lớn trong việc chỉ hướng để người ta có thể vượt biển, bởi vì lên 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 thuyền đi vượt biển á, thì rất là khó để xác định phương hướng. Ngày xưa thì đi thuyền chỉ đi được ban đêm thôi, chứ ban ngày khó đi lắm, bởi vì nhìn mặt trời không có định được hướng, rất dễ lạc. À, thì nó sẽ rút ngắn được thời gian đi biển nhiều hơn. Nhưng mà điện và từ á, được đưa về châu Âu được nghiên cứu á, nhưng mà nó không có tìm ra được cái mối liên hệ, bởi vì điện thì cũng có hiện tượng hút đẩy, từ cũng có hiện tượng hút đẩy, nhưng mà điện thì hút đẩy được những vật nhẹ như lông tóc, nhưng mà từ là chỉ có thể hút đẩy được chính nó, hoặc là hút được những cái thứ mà liên quan đến đến sắt, hoặc là có niken, sau này mới biết là niken chrome thì cũng bị tác dụng nhiều hơn, hoặc vài kim loại thôi, chứ nó không hút được gỗ, không hút được mấy cái thứ như giấy, mẫu giấy nhỏ. Điện thì làm được chuyện đó, thì người ta không phân biệt được, người ta không thì đó người ta không không có gom chung hai cái này lại với nhau, cho đến khi cuối cùng sau này chúng ta sẽ có sang cái phần từ, tôi sẽ nói thêm, mà là chúng ta sẽ có những thí nghiệm ở đó, người ta phát hiện ra rằng là từ có thể sinh ra điện và điện có thể sinh ra từ, nhưng mà chỉ ở trong trường hợp điện động thôi. Ví dụ như chúng ta thấy là học lớp 11 chúng ta có dòng điện, là các điện tích khi mà động, tức là khi chạy thì nó sinh ra quanh mình từ trường, nhưng mà hạt điện tích đó nếu đứng yên thì không sinh ra từ trường. Ha, thì nam châm cũng vậy, thí nghiệm Faraday ha, cầm cái nam châm chọc lên chọc xuống, chọc lên chọc xuống, thì nam châm để yên trong cái cuộn dây đồng thì không sinh ra dòng điện, nhưng mà lấy chọc lên chọc xuống thì nó sinh ra dòng điện, nó làm cho bóng đèn sáng lên. Tức là điện có thể sinh ra từ trong trường hợp sợi dây điện, tức là trong trường hợp điện động thì nó sinh ra từ. À, tức là điện mà gì, điện động thì gọi là điện gì, à, điện không tĩnh, à, điện tĩnh thì không sinh ra từ, tĩnh điện thì không sinh ra từ, tĩnh không tĩnh điện tức là điện động thì mới sinh ra từ. Thì từ cũng vậy, từ tĩnh thì không có sinh ra điện, lấy cái nam châm để yên đó nó không có bao giờ sinh ra điện hết, nhưng mà lấy nam châm chọc qua chọc lại một cái ống dây, à, từ trường không tĩnh thì bắt đầu sinh ra điện. À, khí hiệu Faraday, hiện tượng cảm ứng điện từ. Thì quay trở về điện tích đi, người ta tìm ra rằng là có những cái hành động khi chúng ta thực thi lên các vật nào đó thì cái vật đó nó sẽ mang một cái tính chất mới. Ví dụ như là chúng ta lấy một cái thanh epoxy, một cái cục nhựa thông, chúng ta mang, chúng ta mài với lụa hoặc là mài với thép, à, khi sẽ mài với lông thú, thì sau khi chà sát xong á, thì cái mảnh epoxy đó hay là mảnh nó gọi là gì đó, hổ phách đó, nó có thể hút được những cái vật nhẹ khác, ví dụ lông tóc, nó có thể hút được các cái vật nhẹ khác, ví dụ như là mảnh giấy nhỏ, nó có thể hút được một hoặc là đẩy được một cái miếng hổ phách khác, lấy một cái miếng hổ phách khác cũng chà lên lụa, sau đó lấy hai miếng hổ phách đó để gần nhau thì tụi nó đẩy nhau. Thì người ta phát hiện ra rằng là có cái hành động chà sát đó, hoặc hành động để gần một vật đã nhiễm điện vào một vật khác, thì nó sinh ra những cái tính chất hút đẩy tương quan với nhau. Thì người ta phát hiện ra rằng là như vậy thì có hút và có đẩy, tức là có sự tương tác hút đẩy, là ít nhất là hai tương tác, thì người ta nghi ngờ rằng nó sẽ có hai loại, ít nhất là hai loại điện tích, có hút có đẩy, tức là sẽ có hai tương tác khác nhau, hai tương tác khác nhau thì ít nhất phải có hai loại điện tích khác nhau. Và sau này thí nghiệm thì cũng chứng tỏ rằng thực ra nó cũng chỉ có hai loại điện tích khác nhau thôi. Vật lý thì nó đơn giản hơn loài người, vật lý thì nó ít nhất có hai, thì nó phát hiện ra cũng chỉ có hai thôi, chứ còn loài người thì cũng có hút có đẩy lẫn nhau, nhưng mà cuối cùng thì phát hiện ra khá nhiều giới tính. Hiện nay thì phần cái vấn đề về giới tính là một vấn đề khá là critical trên thế giới nha, chúng ta nói ít thôi nhưng mà đại khái là có nhiều hơn hai loại giới tính đấy. Thì sau đó thì chúng ta phát hiện ra rằng là
các cái thí nghiệm theo dòng lịch sử thôi ha, thì người ta phát hiện ra rằng là cái việc chà sát đó hoặc là cái việc mà mang cái vật nhiễm điện đó, thì người ta đặt ra một câu hỏi như này nè: một vật khi nó nhiễm điện thì nó có thể nhiễm một lượng điện tích bất kỳ hay không? Bắt đầu đi đến đoạn đo lường rồi ha. Có thể giống như kiểu uống nước thì chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta sau này chúng ta sẽ được hiểu chuyện đó ha. Nếu mà chúng ta uống nước, chúng ta có thể uống nửa lít nước được mà, chúng ta có thể uống 0,1 lít nước được mà, chúng ta có thể uống 0,222 lít nước được mà, miễn sao đo được thôi. Chúng ta có thể uống một giọt nước mà. Nhưng mà sau này chúng ta phát hiện ra rằng là không, chúng ta không thể uống nhiều hơn hoặc ít ít hơn một nửa một phân tử nước. Chúng ta không có chuyện uống được nửa phân tử nước. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ không phải có một cái yếu tố nhỏ nhất là nó đặc trưng cho cái nước là phân tử nước, đúng không? Thì đối với điện người ta cũng đặt ra câu hỏi vậy thôi, tức là có hay không có một cái điện tích nhỏ nhất, mà nếu có cái đó đó và chứng minh được rằng tất cả những cái điện tích trước đó của nó đều là số nguyên lần của cái điện tích nhỏ nhất đó, đó thì chúng ta sẽ có một thứ là điện tích nguyên tố. Thì những cái thí nghiệm rồi diễn ra trong chiều dài của lịch sử thì người ta cũng định hình ra được là có một cái thứ nó gọi là điện tích nguyên tố thật, điện tích 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 coulomb mà chúng ta đều biết bây giờ. Thì khi nói về điện với từ, có một yếu tố này các bạn phải lưu ý nè, đó chính là điện tích có đơn vị là coulomb. Tôi nghĩ là các bạn không còn xa lạ gì với công thức tính lực tĩnh điện. Ủa, các bạn có còn thấy cái màn hình của tôi không, màn hình xe của tôi không, màn hình xe Acrobat? Dạ con. À, ok, các bạn không còn lạ gì với lại cái lực Coulomb đúng không? Tôi nghĩ là các bạn không dễ để quên cái công thức là 9 nhân 10 lũy thừa 9 Q1 Q2 chia R bình phương, còn nhớ không? Thì cái công thức đó đó nó cho các bạn biết được rằng là cái đơn vị điện tích 1 Coulomb là đơn vị điện tích cực kỳ lớn luôn. Lớn lắm. Tôi nói giả sử như này nè, cái mặt tôi đây, tôi cầm đây một cái điện tích 1 Coulomb. Thì cái mặt trước của tôi á, đây là dương 1 Coulomb ha. Thì mặt trước của tôi sẽ bị nhiễm điện hưởng ứng. Chúng ta chưa nói nhiều đến nhiễm điện, tôi đang nói đến những điều mà chúng ta có lẽ chưa quên thôi. Mặt trước chúng ta là bị nhiễm một cái lượng điện tích hưởng ứng là âm 1 coulomb. Mặt sau của thầy sẽ bị nhiễm một cái lượng điện tích là dương 1 coulomb do hưởng ứng, đúng chưa? Thì giữa hai cái này nè, nó sẽ hút nhau, và giữa hai cái này thì nó đẩy nhau. Còn tưởng tượng được không? Giả sử khoảng cách từ đây đến đây là 1 mét. Vậy thì lực hút là bao nhiêu? Là 9 nhân 10 lũy thừa 9 nhân 1 nhân 1 chia cho 1 bình phương là 1, là 9 nhân 10 lũy 9 newton, 9 tỷ newton lực hút từ đây. Và đây là lực đẩy, khoảng cách này coi như không đáng kể ha, mặt trước mặt sau này coi không đáng kể, cứ có cho từ đây đến đây khoảng 1 mét luôn đi. Thì nó cũng là khoảng 9 tỷ newton. 9 tỷ newton kéo theo mặt này, 9 tỷ newton kéo theo mặt này qua. Wow. Không có cân bằng lực đâu nha. Chúng ta đứng ở giữa hai cái xe tải hai bên kéo mỗi cái 9 tỷ newton. 9 tỷ newton là cái khái niệm gì? 9 tỷ newton là bằng trọng lượng của một vật 9 tỷ newton, 9 nhân 10 lũy thừa 9 tỷ newton, 9 nhân 10 lũy thừa 9 đem chia cho 10 đi, là chia cho g là 9 nhân 10 lũy thừa 8, chia cho 3 ra tấn đi, 900.000 tấn. Kinh khủng không? Tức là nó tương đương với lực kéo hai bên này nè, hai bên mặt của thầy nè. Mỗi bên này bị kéo rồi, bên này cũng bị kéo nè. Bởi hai lực tương đương là khoảng trọng lượng của hai cái tàu chở dầu khoảng 900.000 tấn. Không có cân bằng lực đâu nha, cái mặt của thầy nó bật cái như này rồi chở. Cho nên là điện tích 1 coulomb á là điện tích cực kỳ lớn luôn. Và điều đó nó giúp cho các bạn hiểu được rằng á, trên thị trường các bạn sẽ không bao giờ mua được cái tụ điện 1 farad một cách dễ dàng ở ngoài chợ đâu. Mà thực ra có lẽ là nó cũng không có đâu. Tại vì 1 farad các bạn biết là cắm vô cái hiệu điện thế 1V Q bằng U nhân C, đúng không? Là 1 coulomb rồi. Cực dương 1 coulomb, cực âm 1 coulomb, hai cái này nó hút nhau. Mà cái khoảng cách giữa hai cái tụ điện thì đâu phải 1 mét đâu, dưới 1 mm mà. R bình phương là 10 trừ 3 bình phương lại 10 trừ 6 mà lại ở dưới mẫu nữa, thành là triệu luôn. Ở trên đã tỷ rồi còn nhân với cả triệu nữa thì thôi chứ. Cái lực hút này làm sao mà có cái cấu trúc cơ học nào mà giữ nổi hai cái tụ điện. Một cái tia sét đánh từ trên trời xuống nó chỉ tương đương với đâu đó khoảng chừng 10 đến 30 coulomb thôi, là một lượng điện tích rất là khủng khiếp rồi. Cho nên á, về mặt đơn vị á, thì 1 coulomb là cái đơn vị mang tính, dùng cái từ như này nè, là biểu kiến thôi, để cho các bạn thì biết là có một cái điện tích có cái đơn vị như vậy. Tại vì cái người tìm cách đo và cái người tìm cách gọi là đưa ra khái niệm định hình cái đơn vị đó là coulomb thì ông đặt cái tên như vậy. Chứ còn nếu thực tế thì rất là khó để nhìn thấy điện tích 1 coulomb. Những người mà nhìn thấy điện tích 1 coulomb gần mình thì giờ cũng không còn sống nữa đâu. Tại vì đó, nó như là hai bên người chúng ta sẽ bị kéo bởi hai cái lực rất là mạnh. Thứ hai nữa, điện dung farad, đơn vị của nó là farad đúng không? Cũng là một cái khái niệm mang tính gọi là tính biểu diễn thôi,
Thì đó, một pha ra mà có thì cắm vào một vô là thành một coulomb mất tiêu rồi, làm sao mà có. À, cho nên là từ trường cũng vậy, một Tesla cũng là đơn vị cực kỳ lớn. Bạn biết mấy cái máy cộng hưởng từ ở trong bệnh viện nó chỉ có khoảng 2 đến 4 Tesla, cái máy nào xịn thì lên đến 8 Tesla. Giá mỗi máy cũng toàn chục tỷ, 20 tỷ, cả 100 tỷ không. Để tạo ra cái từ trường một Tesla nó rất là khủng khiếp. Khủng khiếp như thế nào, các bạn còn nhớ cái công thức từ 2 nhân 10 đối thừa trừ 7, còn nhớ cái 2 nhân 10 đối thừa trừ 7 không? Liên quan đến mấy cái từ trường tạo ra bởi sợi dây với vòng tròn ở lớp 11 học. 2 nhân 10 mũ trừ 7 đồ. Thì để tạo ra từ trường một Tesla mà nhân với y gì đó, đó. Thì các bạn thấy rõ ràng y nó phải ở cái mức 10 mũ trừ 7. Em 10 mũ 7 thì mới nhân mới bù lại được cái 10 mũ trừ 7 kia. Thấy không? Chục triệu ampere, lấy đâu ra cái dòng điện chục triệu ampere? Nếu mà R của nó 1 mét, còn R mà xuống 1 mm thì chục ngàn ampere. Cái dòng điện mà chục ngàn ampere các bạn biết nó khủng khiếp đến mức nào. Chúng ta có thể chết bởi một cái dòng điện xoay chiều khoảng 80 miliampere, điện một chiều khoảng hơn 100, 160 gì đó, là đã nguy hiểm đến tính mạng, gây 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 ngưng tim rồi. Con người chúng ta rất yếu đuối nha. Vậy mà chúng ta cần một cái dòng điện khoảng 10.000 ampere, 10 triệu ampere thì lấy đâu ra? Cho cái từ trường một một Tesla nó chỉ được tạo ra trong một cái quãng thời gian rất là ngắn thôi, bằng cách là bơm xung tạo ra cường độ dòng điện rất là lớn và cuộn dây bắt buộc phải để dưới trạng thái siêu dẫn, chứ nếu không là nó sẽ sinh ra nhiệt. Cái đó thì đi sâu vào nữa chúng ta sẽ được học sau này, nếu các bạn học chuyên ngành liên quan đến thiết bị y tế. Như vậy chúng ta thấy nè, tĩnh điện á, là đã được tìm thấy, được ghi nhận từ rất lâu rồi. Và theo cái dòng lịch sử đến tận thế kỷ 19 á, tức là khoảng 3-4 ngàn năm sau khi mà nó được tìm thấy, thì người ta bắt đầu mới tìm, 2 ngàn năm trước công nguyên và 2 ngàn năm sau công nguyên, mất khoảng chừng gần 4 ngàn năm con người mới bắt đầu đo được những cái khái niệm đó, gọi là điện tích nguyên tố, là điện tích của một electron, và đưa ra những cái mô hình đầu tiên về cấu tạo của những hạt tạo nên vật chất là những hạt nguyên tử. Ở đó có điện tích dương, ở đó có điện tích âm. Điện tích dương thì tập trung hết ở trung tâm, và điện tích âm thì tập trung hết ở ngoài vỏ chẳng hạn. Những cái mà chúng ta sẽ có thể lưu ý. Và khi mà người ta đo lường được và người ta chứng minh được có những hạt rất nhỏ mang theo điện tích, thì bây giờ câu hỏi đặt ra là nó có bảo toàn hay không. Cái câu hỏi bảo toàn hay không nó rất đơn giản các bạn. Bảo toàn hay không á, là phải xem là trong tất cả những cái vận động mà chúng ta xem xét á, là những cái hạt đó có bị phá hủy hay không, đúng không? Ví dụ trong phản ứng hóa học là chỉ có sự dùng chung electron thôi, không có phá hủy electron, không có sự phá hủy proton, cho nên điện tích, cho nên là số khối, cho nên là khối lượng là sẽ được bảo toàn. Như vậy chúng ta có nói về cái chuyện đó trong một số bài giảng khác rồi. Tại sao phản ứng hóa học thì chúng ta có bảo toàn khối lượng, tại sao phản ứng hạt nhân thì chúng ta không có sự bảo toàn khối lượng? Lý do là bởi vì trong phản ứng hóa học bản chất vấn đề nó đều chỉ liên quan lớp vỏ electron thôi. Electron thì khối lượng rất là nhỏ so với proton, không có đụng được đến proton, cho nên đơn giản thôi. Tất cả những gì nặng nhất của nguyên tử đều nằm ở hạt nhân. Nếu chỉ đụng với lớp vỏ thì đương nhiên tổng khối lượng hạt nhân là không đổi, tức là tổng khối lượng nguyên tử là không đổi, tức là bảo toàn khối lượng. Còn đến phản ứng hạt nhân là chúng ta đụng đến hạt nhân, chúng ta tạo ra những cái sự bắn phá, chúng ta tạo ra những sự sinh ra và mất đi của năng lượng bằng cách là tạo nên độ hụt khối hoặc là nhận thêm độ hụt khối, ví dụ vậy, đại khái thế. Thì chúng ta đã đụng đến những cái nặng nhất của nguyên tử, cho nên là đến lúc đó cái khối lượng nó không bảo toàn mà chỉ có năng lượng được bảo toàn thôi. Nó là ví dụ vậy ha. Rồi đối với điện tích cũng vậy, điện tích có bảo toàn hay không thì trong các bài toán sơ cấp chúng ta gặp thì chúng ta chưa có sự bắn phá gì cả, về cơ bản thì điện tích là bảo toàn. Tuy nhiên là khi chúng ta học đến vật lý hiện đại thì chúng ta phát hiện ra rằng người ta có thể bắn bể proton, bắn bể neutron luôn. Vậy thì khi bắn bể proton á, thì điện tích có còn được bảo toàn không? Thì đến lúc chúng ta phát hiện ra rằng là điện tích vẫn bảo toàn, chứng tỏ rằng điện tích còn được mang không phải bởi bản thân hạt proton, mà là hạt proton được cấu tạo nên từ những cái hạt khác nhỏ hơn mang điện, và những cái hạt nhỏ hơn mang điện nó không bị phá vỡ trong các cái phản ứng hạt nhân năng lượng cao, cho nên nó cuối cùng điện tích vẫn 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 bảo toàn. Cho nên là khi mà chúng ta nói về hạt đó, điện tích là một trong những yếu tố nó liên quan đến cái bản chất của một hạt trong thế giới vật chất. Khi nói đến một hạt đó, là chúng ta phải nói đến khối lượng, hạt nào phải có khối lượng, hạt nào phải có điện tích, và sau đó là hạt nào phải có spin. Sau này chúng ta học về các hạt cơ bản chúng ta hiểu cái chuyện đó. Thì điện tích với lại khối lượng là những cái yếu tố nó gọi là yếu tố gắn với hạt, những cái nó gọi là những cái bản chất của hạt, những cái tính chất của hạt, những cái thứ không thể thiếu được khi nói đến một hạt. Khi chúng ta nói đến một hạt là chúng ta phải nói hạt đó có khối lượng gì, hạt đó có spin bao nhiêu, hạt đó có điện tích bao nhiêu. Cho nên là lâu lâu á, thầy có nhận được mấy câu hỏi này rất thú vị nè, hỏi xong phát là cứng lưỡi luôn nè. Thầy cô đôi khi cũng phải
đứng hình một thời gian mới trả lời được. Các bạn học ở phổ thông các bạn đã biết được rằng là ánh sáng là sóng, ánh sáng cũng là hạt. Có mấy bạn ở phổ thông hỏi thầy, ủa thầy ơi, nếu mà ánh sáng là hạt thì hạt phổ thông kích thước bao nhiêu? Tại vì nếu nó là hạt thì nó phải có kích thước nào đó chứ đúng không? Kích thước của nó bao nhiêu? Và cái đó nhức đầu ạ. Phải search rất là nhiều thứ mới trả lời được câu hỏi đó. Ví dụ có một số bạn hỏi thầy, thầy ơi, nếu mà có hạt electron màu gì? Wow, cái câu hỏi nghe một phát là thấy nổ não rồi ha. Đó, những câu hỏi như vậy là những câu hỏi thường thì đến từ những sinh viên hoặc những học sinh họ khá là sáng tạo hoặc là họ khá là đào sâu. À, vậy rốt cuộc electron màu gì? Proton màu gì? Neutron màu gì? À, hay là nó có màu hay không? Khả năng có màu hay không? À, đấy. Thì những câu hỏi là những câu hỏi mà thường là các bạn học sinh bình thường hoặc sinh viên bình thường sẽ ít khi mà nêu ra, bởi vì thường là các bạn đi theo một cái tư tưởng của giáo viên truyền thụ và các bạn tiếp nhận thôi. Và nếu giáo viên không nói tới thì các bạn cũng không nghĩ tới. Và cái chuyện này gặp nhiều, nó không tốt. Không tốt một tí nào. Rồi, như vậy điện tích là bảo toàn. Phân bố điện tích thì sao? Nếu một vật nhiễm điện, giả sử như cái vật này nhiễm điện, vật này chẳng có đối xứng gì cả. Nếu các bạn có một cái quả cầu pha lê nhiễm điện, thì quả cầu pha lê này có vẻ đối xứng nè. Nhưng mà đến khi nó nhiễm điện thì nó có đối xứng không? Ví dụ thầy trà nó như thế này. Vậy thì nó có nhiễm điện không? Nó có nhiễm điện chứ, cái phần nó nhiễm điện, nhưng mà nhiễm điện ở đây nó có khác nhiễm điện ở đây không? Nó khác nhiễm điện ở đây không? À, những vị trí khác nhau thì quả cầu có khác nhau không? À, thì câu hỏi đặt ra là có khác nhau không? Thì các bạn phải lưu ý một điều như này nữa ha. Trong cái thế giới này á, cái sự giống nhau nó ít lắm các bạn. Sự khác nhau nó nhiều. Phần lớn những trường hợp đều là khác nhau. Chỉ trong những trường hợp rất 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 đặc biệt thì chúng ta mới có sự giống nhau thôi. Tức là chúng ta mới có sự đối xứng thôi. Khi nói về phân bố điện tích á, giống như kiểu ngày xưa chúng ta học, những thứ được trình bày trong sách á, thông thường là những thứ mà có khả năng xảy ra ít nhất trong thực tế. Tuy nhiên nó lại là cái nền tảng đẹp nhất để chúng ta khảo sát. Ví dụ thầy nói nè, lớp 12 chúng ta học về dao động điều hòa. Thực ra dao động điều hòa là thứ cực kỳ ít gặp trong đời sống, không dễ gặp đâu. Chúng ta thấy cái lá cây gió thổi dao động, cái đó thậm chí còn không phải tuần hoàn kìa, đúng chưa? Chúng ta thấy cái nhịp tim chúng ta dao động khi gặp crush, cái đó thậm chí còn không phải tuần hoàn kìa, đang 60 nhịp một phút. Đúng không? Nhìn thấy crush xa xa 90 nhịp một phút, nó cười với mình phát lên 102 nhịp một phút, phát hiện ra nó cười với con bạn sau lưng mình, cái nó rớt thẳng xuống 0 nhịp một phút. Cái đó nó thậm chí còn không có cái tính điều hòa luôn, chứ còn chưa nói đến vấn đề của tuần hoàn luôn, chứ chưa nói đến vấn đề của điều hòa. Nhưng mà tại sao chúng ta học về dao động điều hòa? Thì khi bạn học về giải tích một thời gian nữa, các bạn sẽ biết là phần lớn những cái dao động trong kỹ thuật á, thì nó có tính tuần hoàn là bị lặp lại. Và chỉ cần nó có tính tuần hoàn thì có thể được viết dưới dạng tổng của rất nhiều cái hàm điều hòa. Cái này hình như là bên chuỗi Taylor hay sao, nó sẽ giải thích cho các bạn chỗ này. Và nếu chúng ta học về cái điều hòa rồi, chúng ta có cái nền tảng cơ sở để hiểu tất cả những chuyện đó. Âm thanh của thầy nói ra cũng vậy, nó không phải là một sóng âm hình sin hình cos. Nếu mà ghi lại ký âm của giọng thầy thì nó rất xấu, nó có cái thứ nó gọi là âm sắc, nó nhảy rất là xấu. Nhưng mà trong cái nhảy rất là xấu đó của thầy thì người ta lại dùng toán, người ta có thể tách nó ra, tín hiệu ra thành những cái hàm điều hòa khác nhau với những tần số khác nhau. Từ đó người ta tìm ra được cái tần số gốc của giọng nói của thầy, làm bằng chứng cho tất cả những cái thứ nghiên cứu sau này, vân vân. Cho nên khi chúng ta học về tĩnh điện cũng vậy thôi, chúng ta học về phân bố cũng vậy thôi. Nếu chúng ta lấy một quả cầu như thế này, chúng ta chà sát lên người thầy, nó sẽ nhiễm điện nhưng tuyệt đối nó sẽ không có một tính đối xứng nào rõ rệt. Bởi vì mặt cái quả cầu này là không dẫn điện, chà ở đâu thì nó nhiễm điện ở đó, chỗ này không nhiễm, chỗ này không nhiễm, chỗ này không nhiễm ha. Và phân bố điện tích tại cái chỗ nhiễm điện cũng vậy luôn, nó chả có gì gọi là đều, chả có chắc chắn nó đều hết. Chúng ta không có nhiều cái trường hợp đều, tuy nhiên là để mà chúng ta có thể khảo sát một trường hợp không đều thì bắt buộc chúng ta phải khảo sát một trường hợp đều trước, để chúng ta dùng cái đó để mô hình hóa nó lên, giống như cách mà chúng ta mô tả cái cách mà người dân trung vận tốc trung bình của người dân trên đường phố Sài Gòn này. Các bạn sẽ không thể nào khảo sát một từng người được, bởi vì ví dụ như là đối với đàn ông chẳng hạn chạy xe chạy thẳng một đường, đối với xe lít chẳng hạn người ta có thể chạy với một quỹ đạo gần như là bất chấp vật lý và bất chấp về tất cả mọi vấn đề về luật lệ, hoặc là ví dụ như là chúng ta gặp những cái người lái xe đẩy xe ba gác trên đường cũng vậy, họ cảm chắc không thể nào có được những cái chuyển động đều hoặc thẳng, hoặc là đều biến đổi đều, thẳng biến đổi đều, tròn đều vậy, mà không có. Nhưng các bạn sẽ học về thẳng đều, các bạn sẽ học về thẳng biến đổi đều, các bạn sẽ học về tròn đều, các bạn sẽ học về chuyển động cong, các bạn sẽ chuyển học ma sát trượt vân vân, ma sát nghỉ vân vân. Đó là cái cơ sở để các bạn đẩy nó lên các cái bài toán thực tế khi mà cái yếu tố hoàn hảo nó còn không còn được đáp ứng nữa. Cho nên là khi mà chúng ta học về cái phần điện này nè, trong cái sách của Việt Pháp á, thì người ta có nói các bạn về cái sự phân bố điện tích và cách thức của cái phân bố điện tích, sau đó người ta dạy cho các bạn cái khái niệm về các cái tính đối xứng, thì nó cũng tốt thôi, cái khái niệm đối xứng thì nó cũng sẽ tốt thôi. Thì chúng ta lướt qua cái phần này một chút ha.
cái phần này thì nó không có nằm trong cái kiến thức mà đại cương nhiều, nó thực ra là cũng cần một chút kiến thức trong cái phần chuyên chuyên sâu nhiều hơn. Thì người ta phân cái sự phân bố điện tích á, nó thành những cái thang thang vĩ mô, thang vi mô, thang trung mô vân vân. Thì thang vĩ mô thì dễ lắm, những cái quả cầu như thế này nè, mang đi chà và chúng ta khảo sát cái điện tích trên quả cầu, thì đôi khi thì chúng ta cũng sẽ nói được những cái chuyện sau đây nó liên quan đến vĩ mô này. Thì phần dưới này không có điện, phần trên này có một chõm với góc khối là khoảng ví dụ bao nhiêu đó nhiễm điện, điện tích phân bố đại khái là từ trong ra ngoài giảm dần chẳng hạn vậy. Và trên những cái thang đo, thang đó là thang của vài mm, vài cm, đó là một cái thang rất là dài. Chúng ta không quan tâm đến nguyên tử thủy tinh, phân tử thủy tinh nào đang có điện tích bao nhiêu, mất đi bao nhiêu electron, không có. Đối với thang vi mô, thang vĩ mô là chúng ta nhìn một cái vật lớn, một quả cầu nhiễm điện, một vật nhiễm điện, một tia sét vân vân, chúng ta sẽ không quan tâm đến chuyện là cái nguyên tử nào đang mất electron, cái nguyên tử nào đang không mất electron, bởi vì ở trong bài toán về đại cương chúng ta không cần quan tâm đến những cái đó. Nhưng mà một số cái bài toán liên quan đến sự chính xác với hệ hệ năng lượng cao hoặc là hệ năng lượng phân bố chính xác thì các bạn bắt buộc phải tính toán cái đó. Thì đúng đó, các bạn sẽ đi đến cái thứ gọi là thang vi mô, là khi các bạn bắt đầu soi vào rồi các bạn sẽ thấy được là những cái nguyên tử này, những cái đây là những nơi mà có điện tích là dương và âm, và giữa các nguyên tử này là không có điện tích này chẳng hạn vậy. Nó là cái không gian thôi, nó là cái khoảng cách giữa các cái nguyên tử phân tử trong lúc mạng nguyên tử thôi. Đây lúc đó điện tích nó không có tập trung ở đây, nó cũng không nằm ở đây, mà nó nằm ở đâu đó ở đây nè, trên cái bề mặt này, nằm đâu đó ở đây trên cái bề mặt này, nằm đâu đó ở đây trong cái vùng nhỏ này. Thì vậy, và người ta sinh ra một cái thang nó gọi là thang vị trung mô, tức là nằm ở giữa hai cái thang đó. Về cái chuyện là khoảng cách giữa các cái khu vực khác nhau, hoặc là những khoảng cách giữa những cái cụm khác nhau, hoặc là khoảng cách giữa những cái domain khác nhau. Ví dụ như khi các bạn khảo sát về cấu trúc từ trong một số cái vật liệu mới, thì người ta sẽ nói đến khái niệm gọi là domain từ, tức là những cái vùng không gian rất là nhỏ ở kích thước của micromet hoặc nhỏ hơn, mang cái tính chất từ khác nhau. Đó là những cái nam châm xếp lạch 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 khác nhau trên cái bề mặt của kim loại. Và những cái domain đó, những cái vùng rất là nhỏ đó, thì nó có tính chất từ khác nhau, khác với toàn bộ. Và khi chúng ta khảo sát toàn bộ ra thì chúng ta sẽ phát hiện ra là toàn bộ nó có một cái cấu trúc từ, nó có một cái phân bố từ trường, nó có phân bố điện tích đại khái như thế. Nó ở cái mức gọi là vĩ mô. Thì cái thang vĩ mô, trung mô với lại vi mô này á, thì nếu các bạn đi sâu vào cái ngành này, hoặc đặc biệt là các bạn đi sâu một số cái ngành liên quan đến vật liệu, thì các bạn bắt buộc phải học cái phần này thật kỹ. Nhưng mà phần đại cương này thì chúng ta nói giới thiệu thôi, chúng ta cũng không cần phải đi quá sâu vào cái chuyện này. Ở đây thì nó có một số cái áp dụng trong cuốn sách để người ta tính toán cho các bạn về khái niệm và cái khoảng cách. Ví dụ như cái bài đầu tiên áp dụng 2 nè, đồng của nguyên tử số là Z bằng 29, khối lượng phân tử là từng đây, khối lượng riêng là từng đây. Thì một quả cầu nhỏ bằng đồng có bán kính là R hay là A ha, bằng 1 mm, tích điện là khoảng 3000 V, tích điện 3000 V là điện thế khá cao nha. Thì cái điện trường á, nó cho công thức luôn, đây là cái công thức, xin lỗi, người ta cho một cái công thức tính điện trường, điện thế đây nè, đây là cái công thức điện tích liên quan đến điện thế V và bán kính của quả cầu đây. Thì trong đó là 1 trên 4 pi epsilon không á, là hằng số K mà chúng ta gặp ở phổ thông á. Hằng số K chúng ta gặp là 9 trên 10 đối thừa 9, đúng không? Các bạn có bao giờ thắc mắc tại sao lên đại học các bạn lại gặp cái con số 1 trên 4 pi epsilon không á? Thực ra ban đầu Coulomb đưa ra con số 9 trên 10 đối thừa 9 là bằng cái thí nghiệm về lực tĩnh điện. Ông ta tính được con số đó. Nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào cái môn điện á, và nghiên cứu sâu hơn vào môn điện á, thì người ta cực kỳ hay gặp một cái hệ số là 1 trên 4 pi 9 nhân 10 đi thừa 9, tức là 9 nhân 10 đi thừa 9 ở dưới mẫu này. 1 trên 4 pi nhân 9 nhân 10 đi thừa 9 cực kỳ hay gặp luôn, đặc biệt là những bài toán liên quan đến năng lượng của tụ điện, năng lượng của điện trường, năng lượng của quả cầu. Từ đó người ta đặt ra một cái hằng số mới gọi là hằng số epsilon không, đưa lên đây nè, đưa cái 9 nhân 10 đi thừa 9 xuống đây nè. Epsilon không bằng 1 trên 4 pi nhân 9 nhân 10 đi thừa 9. Chúng ta có một hằng số mới trong điện, tại vì cái nhóm mà 1 chia cho 4 pi nhân 9 nhân 10 thừa 9 nó gặp quá nhiều rồi. Người ta đặt nó một cái hằng số điện mới gọi là hằng số điện epsilon không, và người ta dùng nó vào trong cái công thức, người ta thay thế 9 nhân 10 thừa 9 bằng cái công thức này để cho cái tính toán sau này nó thuận tiện hơn. Đấy. Vậy thì cái bài toán này người ta đặt ra một số cái câu hỏi và người ta tính toán cho các bạn một số cái giá trị. Ví dụ như là người ta hỏi là trong cái bài bài toán này người ta tính toán thử ha, số electron là số proton, chênh lệch giữa số electron số proton. Thì cái quả cầu này thì nó có điện, tức là sao, ban đầu khi một nguyên tử bất kỳ nào cũng là trạng thái trung hòa về điện, số điện tích proton tức là số proton trong hạt nhân đó, thì bằng số điện tích electron ở lớp ngoài cùng, đúng chưa? Nó ở trạng thái trung hòa điện, cho nên nếu một quả cầu mà nó nhiễm điện, tức là có một thứ gì đó đã lớn hơn thứ còn lại,
có thể là electron lớn hơn thứ còn lại, hoặc là proton thứ lớn hơn thứ còn lại. Thì trong cái bài toán này người ta nói điện thế là 3000V á, thì nói nôm na là người ta đã thầm thừa nhận điện thế ở mặt đất là bằng không. Thì điện thế mà 3000V là điện thế dương, tức là nó mang điện tích dương, đại khái thế. Ở đây chúng ta cũng chưa nói gì nhiều về cái điện tích và điện thế, nhưng mà đây là cái bài toán để áp dụng công thức thử tính thôi. Thì vật của chúng ta là nhiễm điện dương, vật của chúng ta là nhiễm điện dương á, tức là số proton đang nhiều hơn số electron, hay nói đúng hơn là số electron đã bị mất đi. Vậy thì làm sao tính được số electron? Thì rất là dễ thôi, người ta từ cái công thức người ta cho nè, chúng ta tính ra được là số gọi là số điện tích này nó sẽ ứng với số bao nhiêu, là bao nhiêu số chênh lệch giữa proton và neutron. Và số điện tích của proton á, thì dễ, câu hỏi đặt ra là bao nhiêu electron, số điện tích bao nhiêu electron thì dễ rồi. Thì điện tích á, nó chính là bằng hiệu giữa proton với neutron, đúng chưa? Chia cho nhân cho điện tích E, thì cái số electron nó bằng số proton đem trừ cho điện tích chia QE. Thì cái này nó là vấn đề về toán học rất là đơn giản nữa. Thì số proton thì nó lại rất là dễ để tính. Vì sao? Bởi vì mình biết là số proton trong bài toán nhiễm điện này là nó không có bị mất đi. Số proton nó ứng với gì? Ứng với số nguyên tử đồng đem nhân với số proton mà mỗi một nguyên tử đồng có. Mà số nguyên tử đồng á, thì tính ra từ số mol, số mol đồng. Cho nên bài toán này người ta vô người ta tính được là làm sao để tính được cái số nguyên tử đồng thì người ta tính được ra ngay ha. Và từ đó thì người ta tính được số electron. Thì nếu mà người ta tính được cái số electron này rồi thì người ta có thể coi như các electron này nè, hay là các nguyên tử đồng nằm trên những cái nút mạng nguyên tử, nó thành một cái khối hộp hình vuông, và cái hộp hình hộp vuông ha, thì khoảng cách giữa mỗi cạnh, giá trị của mỗi cạnh là d, thì thể tích của một cái hình hộp vuông đó là d lũy thừa 3 nhân với tổng số nguyên tử, thì nó ra là tương ứng với khối lượng của, với thể tích của cả cái quả cầu đồng này. Thì người ta tính được cái giá trị d, tức là cái khoảng cách giữa hai cái nguyên tử đồng một cách gọi là ước lượng, chúng ta thấy là nó nằm ở mức gọi là dưới thang nanomet ha. Và cái con số này thì nó cũng khá là hợp lý, nó tương ứng với khoảng 2, mấy angstrom, thì nó cũng khá là ok, bởi vì chúng ta biết kích thước nguyên tử thì nó vào khoảng 1 angstrom gì đó, thì khoảng cách giữa hai nguyên tử nó lớn hơn 1 angstrom là hợp lý rồi. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy rằng là có thể khi mà chúng ta thậm chí còn chưa biết nhiều về điện tích thì chúng ta có thể đặt cái bút xuống để tính toán những cái giá trị không quá khó như thế này. Nó nhìn được cái giá trị và những cái kích thước, những cái thứ mà chúng ta trong cái thế giới vi mô mà chúng ta cứ nghĩ rằng phải có máy mới đo được, thì ở đây nó cũng không cần thiết phải có máy mới đo được, nó vẫn có thể tính toán được kiểu như thế. Thì những cái bài toán liên quan đến cái sự phân bố thì người ta chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Điện tích thì có thể chỉ tập trung trên bề mặt, người ta có thể tập trung ở bên trong vật bằng một lý do nào đó, ở phía trong vật nó cũng có nhiễm điện. Cho nên chúng ta có điện tích phân bố trên bề mặt, chúng ta có điện tích phân bố trên theo khối bên trong và bên ngoài, trong lòng vật và ở ngoài vật. Sau này chúng ta sẽ biết được rằng là đối với kim loại, khi nó nhiễm điện thì tất cả điện tích ra ngoài bề mặt hết, còn chỉ những chất mà không dẫn điện thì điện tích mới có thể có xác suất chui vào trong, nhiễm điện bên trong thôi. Thì điện tích mặt cũng vậy thôi. Hồi xưa đến giờ các bạn hay nghe nói rằng là ví dụ như là cho một cái tụ điện, học lớp 11 rồi, cho cái tụ điện, cái bản tụ âm có tổng điện tích là ví dụ như là 10 lũy thừa trừ 4 coulomb. Thì các bạn biết là một cái bản tụ như này có diện tích, giả sử tôi nói một diện tích của nó 1 mm vuông đi, nó có một cái điện tích là 1 micro coulomb đi, thì điện tích đó sẽ gì? Sẽ phân bố, giả sử nha, các bạn thầm chấm nhận chuyện này nè, nó phân bố trên bề mặt. Nhưng các bạn đã bao giờ đặt ra một câu hỏi nè, nó giống như tất cả những viên bi khi đặt lên trên một cái rổ phẳng ha, thì viên bi sẽ nằm ở dưới đáy rổ, nhưng mà cái kích thước của lớp viên bi, tức là cái lớp điện tích đó, từ bề mặt này tính vô trong thì nó dày bao nhiêu không? Các bạn đã thắc mắc rằng là ok, điện tích thì nằm trên bề mặt, nhưng mà từ bề mặt tính vô đến khúc nào thì nó hết điện tích, hay là nó trải đều vô trong, hay là nó chỉ nằm trên bề mặt thôi chẳng hạn vậy. Cứ những câu hỏi như thế là những câu hỏi mà nếu như các bạn có một chút tò mò về vật lý thì các bạn sẽ đôi khi sẽ thắc mắc. Thì khi mà chúng ta có cái điện tích khối hay điện tích mặt đó, thì chúng ta có cái mật độ thôi. Mật độ theo điện tích khối thì nó là coulomb chia cho 1 m³. Điện tích vật, mật độ điện tích mặt đó, thì là coulomb chia cho 1 m². Còn mật độ điện tích dài, ví dụ sợi dây nhiễm điện dài vô hạn, thì mỗi một đơn vị chiều dài sẽ có mật độ điện tích là lambda, coulomb trên mét, ví dụ vậy. Thì nó tùy vào việc chúng ta xem cái sự phân bố đó
là sự phân bố trên cái vật thể nào, hoặc là trên cái quy mô nào, ở mặt hay là đường ha. Đây, trong cái áp dụng 3 này nè, rảnh rỗi các bạn về nhà coi ha. Nó là cái bài toán mà vừa rồi tôi nói, khi một cái viên bi bằng đồng mà nó được 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 nhiễm điện thì cái lớp vỏ điện từ bề mặt tính vào nó dày bao nhiêu ha. Thì ở đây trong cái bài toán này thì người ta cũng tính giống như cách mà chúng ta đặt ra các vấn đề thôi. Đôi khi các bạn kiểu các bạn nhìn thấy chữ nhiều, các bạn không đọc, chứ nếu các bạn đọc thì các bạn sẽ thấy là cái cách người ta đặt vấn đề nó không có gì gọi là khó. Cái cách mà người ta đặt vấn đề nó cực kỳ đơn giản luôn, và nó cho các bạn một cái nhìn nó khá là gọn gàng, và những cái kết quả khá là thú vị. Ví dụ ở đây người ta ra một cái kết quả là cái bề dày nó rơi đâu đó vào khoảng 10 lũy thừa trừ 14 mét, một cái giá trị nó cực kỳ vô lý về mặt kích thước luôn. 10 lũy thừa trừ 14 thì nó nhỏ, mà nó nhỏ hơn là kích thước của một nguyên tử đồng. Bởi vì nguyên tử đồng thì nguyên tử nói chung thì kích thước của nó vào khoảng 10 lũy thừa trừ 10. Còn cái thằng này nó chỉ là 10 lũy thừa trừ 14 thôi, chắc là nó ở cái mức kích thước của một hạt electron, thậm chí là ở đâu đó nhỏ hơn. Đó. Cho nên là khi mà chúng ta nói đến một cái vật bằng kim loại nhiễm điện thì người ta không quan tâm đến cái lớp bề mặt điện nó dày bao nhiêu hết. Bởi vì cái phép toán thì người ta trong các tất cả những tính toán ước lượng thì người ta tìm ra được rằng là cái khoảng giá trị của cái lớp vỏ này nè, nó quá mỏng đi, nó mỏng đến mức không cần để quan tâm luôn, bởi vì nó thậm chí còn mỏng hơn 10.000 lần so với kích thước của một nguyên tử. Vậy thì anh quan tâm làm cái gì, đúng không? Thì sau đó thì người ta thấy rằng là nếu như vậy thì bài toán học thì người ta không cần quan tâm đến cái bề dày của cái lớp này, đây nè, cái bề dày lớp này người ta không cần quan tâm luôn, và người ta coi cái bề mặt nhiễm điện như là cái bề mặt cực kỳ lý tưởng về mặt toán học. Đó là một cái bề mặt giống như trong 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 toán thì chúng ta định nghĩa là điểm là gì, chúng ta đâu có định nghĩa điểm đâu các bạn. Điểm là ví dụ đường đường thì là những điểm thẳng hàng với nhau, đường tròn là tập hợp những cái điểm mà cách đều một cái điểm cho trước. Vậy thì điểm là gì thì trong trong toán học người ta không có định nghĩa điểm, mà người ta chỉ có khái niệm điểm thôi. Khái niệm tức là sao, là cái gì đó đọc lên thì có vẻ hiểu đó, nhưng mà thực ra là không thể định nghĩa chính xác được. Ví dụ như định nghĩa về lực thì người ta có định nghĩa là lực là đại lượng vật lý đặc trưng sự tương tác giữa các vật, đây là định nghĩa. Gia tốc là giá trị ứng với đạo hàm của vận tốc theo thời gian, vận tốc là giá trị ứng với đạo hàm của tọa độ theo thời gian, tọa độ là cái vector mà chỉ hướng từ cái góc tọa độ đến đến vật trong không gian trong cái hệ tọa độ cho trước. Thì người ta có đầy đủ định nghĩa hết, nhưng mà điểm là định nghĩa sao? Điểm không có định nghĩa, điểm hoàn toàn không có định nghĩa, điểm chỉ có khái niệm thôi. Khái niệm tức là những thứ mà nghe xong là chúng ta hiểu á, nhưng mà chúng ta không có nói rõ ràng được. Ví dụ như là em thích ăn món gì cũng được, nghe là biết có biến rồi, nhưng mà giờ bảo món gì cũng được là món gì thì cũng chả biết. Kiểu kiểu như thế, đại khái như thế, hay là những cái kiểu mà chúng ta có thể hiểu được, ngầm chấp nhận với nhau được, nhưng mà chúng ta không có định nghĩa được. Điểm là một cái gì đó nhỏ nhỏ đến mức không có kích thước, thì làm gì có cái khỉ gì gọi là nhỏ đến mức không có kích thước. Thì ở đây cũng vậy, cái mặt trong toán học thì người ta chả bao giờ người ta xét đến bề dày của mặt hết, đúng không? Cái mặt lý tưởng toán học thì ở trong vật lý thì người ta cũng nói cho các bạn rằng là ở cái mặt này tôi ước lượng ra được là nó có kích thước nó là 10 đến trừ 14 mét, những cái thước nó nhỏ quá, nhỏ đến mức cũng chẳng có cái gì để làm trong cái kích thước này hết đó. Cho nên thôi coi nó như một cái mặt không kích thước không bề dày, đại khái như thế. Thì những cái tính toán này trong cái cuốn sách, người ta đặt vấn đề nó rất là gọn, và người ta đưa ra cái tính toán nó cũng rất là gọn, liên quan đến ba cái thứ là số Avogadro rồi thể tích thể tích hình cầu rồi diện tích của một cái lớp hình cầu rất nhỏ mỏng đó thì tính sao chẳng hạn vậy. Rất là đơn giản thôi, không có gì gọi là khó hết, đúng không? Ví dụ như cho một quả cầu R là thể tích của nó là 4π chia 3 R lũy thừa 3, đúng không? Vậy cái quả cầu này nè, mà ta xét một lớp rất là mỏng hẹp vào trong, từ ngoài R này dịch qua một đoạn DR rất nhỏ, thì thể tích của cái mặt cầu có bề dày DR tính sao? Thì lấy cái thể tích vừa rồi đạo hàm theo R là xong. Thì 4 phần 3 pi R lũy thừa 3 đạo hàm thì thành là 4 phần 3 pi nhân với 3 R bình nhân DR. Đây nè. Thì số 3 mất thành là 4 pi R bình DR. Đây nè, DR là bán kính nè, H là DR. Đây nè, cái H này của bạn là coi như DR nè. Đúng không? Thì các bạn có cái này gọi là thể tích của cái vùng bề mặt hình cầu có bán kính A và có cái bề dày DA, H là DA thì con số này đâu ra nè, 4 pi AD A bình phương H này nè, ở đâu ra? Nó chính là 4 phần 3 pi A lũy thừa 3 đạo hàm theo A nhá, A là bán kính mà, thì thành là 4 phần 3 pi nhân với 3 A bình nhân DA.
Mà DA tức là sao? Là cái khoảng rất nhỏ bán kính nó là định là H. Đấy. Thì khi các bạn đặt ra cái vấn đề đó, các bạn sẽ thấy là cái DA của bạn hay là cái H của bạn nó tính ra giá trị tương đây này, xíu xíu, không đáng kể. Thì đối với phân bố dài thì nó cũng vậy thôi. Trong một sợi dây, khi mà chúng ta có một sợi dây rất là mảnh, sợi dây thì chắc chắn là không bao giờ mảnh. Sợi dây cỡ này thì làm sao gọi là mảnh? Dây điện trong nhà các bạn thì nó cũng bằng cái đầu với bút này thì sao gọi là mảnh? Nhưng mà khi mà chúng ta xét thêm cái bình diện khoảng cách, ví dụ cái sợi dây có đường kính là 1 mm, nhưng mà chúng ta đang khảo sát ở một cái khoảng cách khoảng 3 cm cách sợi dây, thì chúng ta cũng chẳng tính cái 1 mm là làm gì, bởi vì nó chẳng cần thiết, đúng không? Nó quá nhỏ so với bài quy mô bài toán, nên lúc đó chúng ta có thể coi sợi dây là một sợi dây mảnh, và mỗi một đơn vị chiều dài có thể là phân bố, có một phân bố điện tích nào đó, có thể đều hoặc không đều. Và phần lớn các bài toán đại cương thì phân bố điện tích theo chiều dài sợi dây là phân bố đều. Đấy. Rồi nghỉ giải lao một tí ha, chúng ta sang cái phần đối xứng của phân bố nha các bạn. Hello. Hello. Dạ vâng. Ok.
Rồi tiếp tục thôi các bạn ha. Thầy ơi, sao đã giả sử là một e dư cho một nguyên tử đồng rồi mà con số đó vẫn nhỏ vậy à? Em nghĩ vậy giờ nó phải lớn hơn thực tế chứ ạ. À, là sao ta? Bạn Tài Lê Thanh này nè. Thầy không hiểu câu hỏi của em lắm. Có thể bật mic lên hỏi được không? Lê Thanh Tài nè. Em có thể bật mic lên hỏi cho kỹ được không? Tại vì thầy không 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 hiểu cái câu hỏi của em. Tiếng Việt hơi rắc rối. Alo. Mic em không bật được à? Dạ. Cái bài toán trong áp dụng 3 á, mà chúng ta gặp trong cái ví dụ này á, nó là bài toán mang tính ước lượng thôi. Tất cả những con số này khi bạn tính ra nó không phải là con số thực tế. À, cái giá trị thực nó là bao nhiêu á, thì cái phép tính này chưa chắc nó đã đưa cho các bạn một cái giá trị thực tế chính xác đâu. Đây chỉ là cái ước lượng dựa trên những gì chúng ta biết về cái thế giới vĩ mô, vi mô, à, và các cái điện tích và các khái niệm về hình học thôi. Chứ chúng ta chưa có đưa ra được con số gọi là chính xác, có cái lớp đó có thực sự là dày 3 nhân 10 mũ trừ 14 hay không thì thầy không chắc. Nhưng mà với cái ước lượng này á, nếu có chênh lệch đi khoảng 5 đến 10 lần, cộng trừ 5 đến 10 lần luôn á, thì nó vẫn cứ ở cái mức khoảng 10 mũ trừ 13, 10 mũ trừ 15. Cho nên người ta chỉ muốn cho các bạn biết được rằng là à, nếu như các bạn có một cái kiến thức sơ bộ và có một cái ước lượng sơ bộ về cái khái niệm hình học, cái khái niệm về lượng điện tích, cái khái niệm về kích thước thể tích của một cái lớp rất mỏng cầu, thì mình tính ra được cái lớp mỏng đó ở cái mức giá trị cỡ này chứ không phải nó là cỡ này. Ví dụ như các bạn nói rằng là mua một cái xe hơi khoảng 1 tỷ thì không có nghĩa là nó là đúng 1 tỷ, nó có thể là 1 tỷ 1, 1 tỷ 2 hoặc 900, nhưng là để cho các bạn biết được rằng để mua một cái xe thì nó phải cỡ khoảng 1 tỷ. Còn nếu như các bạn có khoảng chừng 50 triệu, 60 triệu thì các bạn đừng nghĩ đến chuyện mua một cái xe hơi. Ví dụ vậy, người ta đưa ra cái bài giải này không phải là mặt về bài giải mang tính gọi là chính xác về mặt con số, mà nó chỉ là một bài giải mang tính gọi là biểu diễn cho các bạn biết được rằng là nếu như à, em sử dụng những kiến thức mà em đã biết thì cái ước lượng á, về cái lớp điện tích này nó sẽ ở cái mức lũy thừa này nè, là rất là nhỏ, tức là sau này chúng ta sẽ không quan tâm đến cái bề dày của lớp điện tích đó nữa. Còn nếu các bạn bấm nó ra mà 1 cm, 1 mm thì câu chuyện nó rất là khác, nó rất là khác rồi, bởi vì lúc đó coi như là nó có kích thước ha. Ý là như vậy thôi chứ không phải là đó là con số chính xác nha bạn, được chưa? Chúng ta đi tiếp ha. Thì trong cái sự phân bố điện tích á, cái sự phân bố nó đều hay nó không đều? Nó cực kỳ không đều luôn, phần lớn các trường hợp về phân bố điện tích là không đều. Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể nào mà bắt đầu cái bài toán mô hình hóa cái thế giới này bằng những thứ phức tạp. Các bạn không thể nào mô hình hóa cái Sài Gòn này, cái đường phố Sài Gòn này bằng những cái, bằng việc là xét khảo sát từng cái người một với những thói quen như thế nào. Ví dụ như là đi xe lít thì họ sẽ có quỹ đạo thế nào, vận tốc thế nào, vân vân, cái chuyện đó người ta không làm. Người ta làm cái những quy mô đơn giản trước. À, người ta tính là thời gian từ cái đèn đỏ này đến cái đèn đỏ kia dài bao nhiêu, vận tốc trung bình trong một cái thành phố là bao nhiêu, chúng ta tính được cái thời gian nên tắt mở cái đèn là bao nhiêu, ví dụ vậy. Thì khi mà chúng ta nói đến cái sự phân bố điện tích á, thì chúng ta biết là phân bố nó không có đều. Giả sử như thế, tôi có cái bạch như này, tôi chà như này, thì điện tích nó phân bố không có đều. Thì bây giờ tôi giả sử tôi xét những trường hợp thật là đặc biệt, khi đó cái đầu hay cái đuôi hay cái thân của quả cầu này coi như không có gì khác biệt hết. À, khi nó nhiễm điện thì nó có thể phân bố theo những cái phương pháp nào, phân bố theo những cái cách thức nào, có những yếu tố gì có thể cho chúng ta gọi là nhận thức. À, thì cái bài này thì nó là cái cơ sở để chuẩn bị cho các bạn nếu mà bạn đi sâu hơn vào một số ngành thôi, chứ còn phần đại cương thì cái này nếu mà nói ra thì nó sẽ hơi nặng một tí. Nó chẳng qua là muốn lồng các cái khái niệm về đối xứng toán học vào trong các bài toán liên quan đến điện thôi. À, nhưng mà học cái này thì rất thú vị, bởi vì nếu mà các bạn nắm được cái phần này thì khi nào có, sau đó các bạn học về các hạt cơ bản á, vật lý nâng cao á, hạt cơ bản, hoặc là thậm chí là một số cái ngành liên quan đến cơ học luôn, thì cái khái niệm đối xứng, khái niệm đối xứng, khái niệm trượt, mà luôn phép chiếu, phép đối xứng này thì nó khá là nhiều ứng dụng. Thì phép đối xứng phẳng thì nó dễ lắm các bạn. Đối xứng phẳng tức là sao, những đối xứng gương các bạn có một cái lượng, các bạn sẽ tìm được một cái lớp giả sử như có cái lượng điện tích ví dụ như điện tích như này, thì giả sử như nó phân bố đều, chỗ nào cũng có một lượng điện giống nhau hết, thì các bạn chắc chắn sẽ tìm được một cái mặt phẳng như này nằm ngay giữa trung tâm. Thì cái tất cả những điểm hai bên này khi lấy đối xứng của cái mặt phẳng này đều giống nhau. Bên này 3 coulomb thì bên này 3 coulomb, bên này 4 coulomb thì bên này 4 coulomb, bên này 1 coulomb thì bên này 1 coulomb, gọi là
là phép đối xứng phẳng, tức là phối xứng qua một cái mặt phẳng cho trước nào đó. Thì nếu như cái mặt phẳng đó của chúng ta, nếu là cái mặt phẳng của chúng ta là mặt phẳng OXY đi, thì cái trục tọa độ OXY ha, đây, thì ở tất cả mọi điểm có cái z bằng 5 thì giống hệt như cái điểm có cái z bằng trừ 5 ngay dưới mặt phẳng đó. Nếu cái mặt phẳng phân chiều chúng ta là mặt phẳng OXY, giả sử thế, nếu mà chọn cái mặt đối xứng là mặt OXY thì tất cả những điểm nào ở trên này khi đối xứng xuống qua cái mặt OXY ra cái điểm đối xứng ở phía dưới, tức là điểm có tọa độ z bằng 5 thì đối xứng với nó là z bằng trừ 5 chung cái gì đó ha, thì nó giống nhau thì gọi là đối xứng phẳng, tức là ở trên là ba cu lông thì dưới ba cu lông. Thì đối xứng mà phản phẳng á, tức là phép phản đối xứng phẳng á, thì nó ngược dấu thôi chứ không gì hết á. Ở trên này ba cu lông, ở dưới này là âm ba cu lông, vị trí tọa độ thì đối xứng nhưng mà điện tích thì ngược dấu, thì gọi là phản đối xứng phẳng chứ không có gì hết ha. Thì đối xứng phẳng thì dễ lắm, giống như chúng ta soi gương á, cách cái gương một mét thì cái ảnh cũng đang cách cái gương một mét vào phía trong chẳng hạn vậy, thì nó gọi là đối xứng phẳng. Nhưng chúng ta là nam, chúng ta soi gương có thấy chúng ta là nữ thì nó là phản đối xứng phẳng, nói nôm na là như vậy cho nó dễ hiểu ha. Đấy. Bất biến do tịnh tiến, thì bất biến do tịnh tiến thì nó dễ lắm, tức là khi mà chúng ta có một cái điện tích này, chúng ta tịnh tiến nó theo một trục nào đó thì nó không có đổi. Ví dụ như trong cái trường hợp mà chúng ta có một cái đây, ví dụ cái trục tọa độ trục z này, cái sợi dây chúng ta song song với trục z thì bất cứ một điểm nào trên sợi dây này trong cái hệ tọa độ OZ này, XY này, X này, Y này, Z này, sợi dây chúng ta song song trục z trả lời bên đây, sợi dây chúng ta nhiễm điện đều, thì tất cả mọi điểm trên cái sợi dây của chúng ta là đều có một XY giống nhau. Thì tất cả những điểm XY giống nhau này nè, thì khi z thay đổi thì điện tích ở chỗ tại mỗi điểm này nè, là nó không có giống, không có đổi, giống hệt nhau. Tức là lấy một đoạn nhỏ nhỏ chỗ này, lấy một đoạn nhỏ nhỏ chỗ này, lấy một đoạn nhỏ nhỏ chỗ này, miễn sao là XY giống nhau, tức nằm trên cái sợi dây thì nó không đổi là được. Thì mật độ của nó gọi là mật độ bất biến khi mà tịnh tiến theo một trục nào đó, bất biến khi mà tịnh tiến theo một trục nào đó. Thì giả sử chúng ta có một cái bảng tụ điện đấy, cái bảng tụ điện này các bạn, thì ở khu vực dưới này nhiễm điện giống khu vực trên này, nhiễm điện giống khu vực trên này, thì chúng ta xét một cái trục dọc như này, thì cầm cái miếng này dịch tịnh tiến lên, xét bất kỳ một cái bề cái điểm nào tịnh tiến lên, thì tất cả mọi cái điểm khu vực chỗ này nè đều có một cái lượng điện tích giống hệt nhau, gọi là phép bất biến do tịnh tiến, phép bất biến do tịnh tiến là được, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là những cái liên quan đến đến đối xứng và tịnh tiến á, thì nó được mô tả cũng khá là đẹp bằng các phương trình toán, nó hiểu nó thì chúng ta giải quyết được thôi. Tịnh tiến phép quay thì dễ rồi đấy, giả sử chúng ta có một cái giả sử chúng ta có cái bề mặt hình trụ như này đi, trụ nhiễm điện đều, lấy cái trục ngay tâm, chúng ta xét một cái điểm bất kỳ trên cái mặt hình trụ, nó xoay nó quanh cái trục qua tâm mà nó nhiễm điện giống hệt nhau, tức là tất cả mọi vị trí đều giống hệt nhau, thì gọi là tịnh tiến bất biến bằng phép quay. Hoặc là ví dụ như cái vật như thế này, cái vật như thế này, nếu chúng ta lấy một cái dải mỏng chỗ này nè, nó ôm theo bề mặt, cái dải mỏng này xoay quanh cái trục z này, thì đến đâu cũng giống hệt nhau hết, thì nó gọi là phép bất biến bằng phép quay. Thì nó giống như con vụ nè, con vụ quay quanh trục, nó giống như cái bánh xe đạp quay quanh trục, thì nó cũng là một dạng phép tịnh tiến bất biến bằng phép quay. Đấy. Các phân bố đối xứng bội, phân bố đối xứng trụ thì nó tương tự như vậy thôi, tức là khi mà cùng một cái khoảng cách đến, ví dụ đây quay lại các bài toán hình trụ, đây là phép phân bố đối xứng trụ nè. Các bạn nhớ hệ tọa độ trụ không? Nó có ba trục là trục R, trục phi và trục z, nhớ cái đó không? Nếu nhớ cái đó các bạn sẽ thấy rằng là bất cứ một cái dải tròn nào ở đây nè, thì nó cũng giống hệt nhau, nó cũng nhiễm điện giống hệt nhau, gọi là đối xứng trụ. Tức là mọi cái điểm trên cái dải tròn này nè, mọi cái điểm trên dải tròn này chỉ cần nó cùng góc phi, chỉ cần có cùng góc cùng cái tọa độ z cùng thì nó tại mọi nơi tại chỗ R này nó đều bằng nhau, nhiễm điện giống nhau, thì gọi là phép đối xứng trụ. Thì phép đối xứng này các bạn đọc sơ qua thì nó cũng không có quá gọi là khó khăn gì hết ha. Đối xứng cầu vậy thôi, tất cả mọi thứ mà ở một cái khoảng cách R đến tâm đối xứng mà giống nhau thì nó giống nhau, giống như của các chúng ta một quả cầu. Quả cầu này nếu như là phân bố khối lượng đều thì cái khối lượng của nó là phân bố đối xứng cầu. Một cái điểm bất kỳ cách cái tâm trái đất 3 km thì giống hệt như một cái điểm khác ở cách trái đất 3 km ở hướng khác. Miễn sao là khoảng cách là 3 km về mật độ
khối lượng thôi, khối lượng riêng thôi, kiểu như thế. Thì đối xứng cầu thì tức là tất cả mọi điểm nó cách đều cái khối tâm một khoảng cách r giống nhau thì nó giống nhau. Thì đối xứng trụ thì nó cũng tương tự như vậy, tức là tất cả những cái nào mà cách đều cái trục một cái r giống nhau thì nó giống nhau, bất chấp phi, bất chấp z. Thì những cái phép đối xứng này người ta giới thiệu trong cái phần này thì nó ngắn gọn thôi. Bài tập thì đôi khi người ta cũng cho các bạn một cái ví dụ như trong cái slide mà thầy thấy ở trên này, thầy xem một cái slide khác ha. Mấy đứa thấy cái slide của thầy không? À, như lộn slide. Slide khác, slide này mới đúng. Mấy đứa thấy cái slide có chữ các phép đối xứng bội không? Hay là mấy đứa thấy slide khác? Dạ thấy này. À, cái các phép đối xứng bội con chuột đang chạy đây đúng không? Đúng cái này không? Dạ đúng rồi. Ok, okay. Đúng rồi. Đó, thì ví dụ như trong bài tập thì người ta cũng có một số câu hỏi, ví dụ đây nè. Cho một cái vòng tích điện ha, nửa bên này thì nhiễm điện âm đều phân bố đều, nửa bên này thì nhiễm điện dương phân bố đều theo cái mật độ điện dài là lambda, thì có những phép đối xứng nào? Thì có thấy là ít nhất là chắc chắn là có một cái phép đối xứng phẳng này đó. Lấy một mặt phẳng chỗ này nè, à, đúng là lấy một cái mặt phẳng đi qua y như này nè, các bạn tưởng tượng được không? Cái này là chắc chắn sẽ có một cái đối xứng phẳng này đó. À quên, xin lỗi, đối xứng phản phẳng. Đây là một cái đối xứng phản phẳng nè. Nếu mà lấy cái mặt phẳng chỗ này nè, tưởng tượng được không? Thì bên này là dương thì đối xứng sang bên này là âm. À, chúng ta có một đối xứng phẳng nữa, đối xứng phẳng nó là dành cho cái mặt này nè. Đối xứng phẳng là dành cho cái mặt dưới này nè. Các bạn tưởng tượng được không? Đây. À, thì ở trên này đối xứng xuống đây giống hệt, trên này đối xứng xuống đây giống hệt, trên này đối xứng xuống đây giống hệt. Nhưng mà chúng ta có một cái đối xứng phẳng theo mặt phẳng YZ, OYZ, đối xứng gọi là phẳng theo mặt phẳng là XOYZ, đúng chưa? Đấy. Ít nhất là có hai cái phép đối xứng đó đã. Nếu mà nhìn nhận vấn đề thì chúng ta sẽ có hai phép đối xứng đó đã. À. Chúng ta còn phép đối xứng nào nữa không? Đối xứng cầu thì không phải rồi, đây không phải là vật 3D nên không có đối xứng cầu. Đối xứng trụ thì cũng không phải vật 3D nên không có đối xứng trụ. À. Có mặt phẳng đối xứng không? Có, vừa nói xong. O, X, Z. Có mặt phẳng phản đối xứng không? Có. O, Y, Z. À. Có bất biến tịnh tiến theo dọc cái trục Z hay không? Trục Z này nè. À. Thì cái này bất biến tịnh tính theo trục Z thì bây giờ cứ chạy theo trục Z này thì tất cả mọi thứ đều ra khỏi cái mặt này thì đều bằng không hết. Thì nó cũng không gọi là bất biến. À. Có phép, có bất biến đối với phép quay x y quanh trục z không thì cũng không phải ha. Khi quay lên như thế này thì cái điện tích âm này chạy sang đây thì nó không có phép, nó không phải là cái vòng tròn ban đầu nè. Có đối xứng trụ không, có đối xứng cầu không? Cái này thì nó không hẳn là vật 3D nên chúng ta nói nó đối xứng trụ, đối xứng cầu thì khiên cưỡng quá, cái này không có. Đấy, ví dụ là như vậy. Nếu một quả cầu tích điện đều nè, cho một quả cầu bán kính A tâm O mang một phân bố điện tích mặt, hỏi thì có những cái phép đối xứng nào của phân bố điện tích này, thì các bạn tưởng tượng cái quả cầu như này nè. Không thấy con chuột thầy ơi. Ủa, mấy đứa có thấy con chuột thầy chạy không? Thấy màn hình này thì đơ. Màn hình đơ hả? Các bạn khác có thấy màn hình bị đơ không? Bị đơ rồi thầy. Đơ rồi hả? Thì để dừng trình bày lại. Một cửa sổ. Thấy chưa mấy đứa, thấy chuột chạy không? Thấy chuột chạy không? Thấy rồi thầy. Rồi. Nếu chúng ta có một cái quả cầu nhiễm điện đều. Chúng ta xét cái trục này nè, trục này cho nó màu khác này. Rồi. À. Tâm A bán kính O, bán kính A tâm O mang một phân bố điện tích mặt, tức là điện tích chỉ tập trung cho mặt thôi.
thì có những phép đối xứng nào của phân bố điện tích này thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái phép phân tích phép đối xứng là đối xứng. Hồi nãy cái chỗ này nói chưa ta? Lấy cái hình này các bạn thấy được không? Alo? Cái bài không thầy, nãy nó đứng ở cái slide nào? Ok, rồi nói lại cái chỗ này ha. Đây là có những phép đối xứng nào của phân bố vòng tròn. Cái vòng tròn này nửa bên này nhiễm điện âm nè, đều, mật độ từ lambda. Nửa bên này nhiễm điện dương nè, đều, mật độ lambda. Thì nó có những cái đối xứng nào, ví dụ có mặt phẳng đối xứng không? Chắc chắn có luôn, mặt phẳng đối xứng đây nè. Là cái mặt phẳng gọi là O ha. OXZ. Đây cái mặt phẳng này là cái mặt phẳng gọi là mặt phẳng đối xứng, là tại vì tất cả những gì ở trên đó là chiếu xuống dưới là chiếu được. Đây, tất cả những gì ở trên chiếu xuống là giống nhau nè, thấy không? Thì mặt phẳng này gọi là mặt phẳng đối xứng, bởi vì trên này âm chiếu này âm, trên này âm, dương chiếu này dương. Còn mặt phẳng phản đối xứng có không? Có luôn. Mặt phẳng phản đối xứng này nè. Đây là mặt phẳng phản đối xứng. À, bên này âm, bên này dương, bên này âm, bên này dương, bên này âm, bên này dương, có tưởng tượng được không? À. Có bất biến đối với phép tịnh tiến trong trục Z không? Thì cái này không có ha, trục Z chúng ta chạy đây nè. Trục Z chúng ta cái đường như này. Đấy, trục Z chúng ta chạy như này nè. Đúng không? Thì lấy cái vòng tròn này chạy trục Z thì nó thay đổi rồi, chỗ này lại có điện tích chứ sao bên này hết điện tích rồi. Đúng không? Bằng không rồi, tất cả mọi cái vòng tròn chỗ này đều bằng không hết, đâu có điện tích nào đâu. Có bất biến đối phép quay quanh trục Z không? Trục Z đây thì quay như thế này sao bất biến được? Ở đây âm này quay phát sang đây dương này, đâu có được ha, không đúng. Có đối xứng trụ đối xứng cầu không? Thì đây không phải là vật 3D, bảo nó sẽ đối xứng trụ đối xứng cầu thì nó khiên cưỡng quá. Cái này không có. Được rồi đâu. À. Và chúng ta xem cái bài này nè. Một quả cầu tích điện đều. À. Một quả cầu tích điện đều, bán kính A tâm O mang một điện tích phân bố là trên mặt là sigma. Thì hỏi có những phép đối xứng nào? Thì chắc chắn là có đối xứng mặt rồi đó, xét một cái mặt bất kỳ chỗ này nè, đi qua đường kính là chắc chắn là nó sẽ có một phép đối xứng mặt rồi. Đấy, đối xứng này gọi là đối xứng mặt. Mặt nào cũng được hết á, mặt nào chỉ cần đi qua đường kính là một mặt đối xứng thôi. Tại vì cái quả cầu này nhiễm điện đều theo mọi hướng mà. Đó. Dày dày lên cho các bạn dễ thấy ha. Một cái mặt bất kỳ này chắc chắn là sẽ có đối xứng sẽ là một mặt đối xứng rồi, bởi vì cái này là một cái quả cầu nhiễm điện đều theo mọi hướng, theo mọi cái vị trí. Và có những phép đối xứng nào của phân bố này, phân bố đối xứng mặt này là gì nữa, là phân bố cầu có không? Đối xứng cầu có không? Có, tất cả mọi điểm tính từ tâm này đi ra mà cách một khoảng cách r giống nhau là đều giống nhau hết, ở trong thì bằng không, ra đến bề mặt thì bằng sigma, ra đến ngoài này bằng không, có đối xứng cầu. Có đối xứng mặt, có gì nữa không? Phép tịnh tiến thì không có ha, từ dưới này tịnh tiến lên, từ dưới này tịnh tiến xuống thì nó khác nhau hoàn toàn. Tốc quay có đó, lấy cái này nè, quay một vòng tất cả những điểm nào quay một vòng đối xứng quay thì nó cái ví dụ ha. Khi mà chúng ta gặp những bài toán như này chúng ta cứ dựa vào những cái định nghĩa ở trên này về cái tính đối xứng chúng ta trả lời thôi, chứ khảo sát các vật khác nữa thì đây nó có rất là nhiều cái vật mà chúng ta có thể xem xét, chúng ta có thể tự suy nghĩ và xem xét. Cái gì như trụ có lỗ hổng tích điện này thì gọi là những đối xứng gì, vậy. Chắc chắn là nó có một đối xứng liên quan đến đối xứng mặt rồi, đối xứng mặt mặt ngang nè, đối xứng mặt 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 nằm ngang, mặt nằm dọc, hai cái mặt ít nhất là có hai cái mặt rồi. Còn đối xứng một cái mặt chỗ này thì không có, cái mặt của chúng ta là phải đi qua cái trục của cái phần khoét này, một mặt chỗ này nè. Một mặt đi qua ngay giữa trung tâm của cái trục vuông góc, kiểu kiểu như thế.
thì những cái bài mà liên quan đến việc xác định xem là nó là đối xứng gì, nó là bài toán ấy gì thì cứ dựa vào định nghĩa thôi, chứ còn cái này nó không có suy luận bậy được nha. Các bạn cứ dựa vào cái định nghĩa để các bạn gọi là tìm ra cái câu trả lời. Rồi, quay về cái bài giảng kia. Rồi, một số cái điều cần ghi nhớ trong cái buổi học đầu tiên đó, chúng ta biết về cái khái niệm gọi là điện tích. Điện tích nguyên tố, giá trị đơn vị điện tích là coulomb, là một cái giá trị đơn vị nó mang tính gọi là biểu diễn nhiều hơn thực tế. Phân bố điện tích thì có rất nhiều kiểu hiện một phân bố trong thực tế là sự phân bố này gần như không bao giờ đều. Nhưng mà khi chúng ta khảo sát, chúng ta bắt buộc khảo sát những cái mô đồ nó mô hình nó ở cái mức gọi là đơn giản nhất có thể. Còn dựa vào mật độ điện khối, dựa vào mật độ điện mặt, dựa vào mật độ điện dày, chúng ta có thể có cái mối liên hệ ngược lại. Từ đó chúng ta có cái đơn vị của mật độ điện khối là coulomb trên mét khối, những mật độ điện tích mặt là coulomb trên mét vuông, mà mật độ điện tích dài là coulomb trên mét, như vậy ha. Một số cái đối xứng mà chúng ta có thể khảo sát trong cái bài toán về sự phân bố điện tích này. Thì cái bài này, bài đầu tiên này thì cũng chưa có nhiều bài tập đâu. Buổi tiếp theo chúng ta học thì nó cũng lại là một buổi lý thuyết nữa trước khi chúng ta đi vào làm bài tập. Thì buổi tiếp theo chúng ta sẽ học về trường tĩnh điện, chúng ta sẽ học lại những thứ mà chúng ta khá là quen thuộc phổ thông, thì luật Coulomb là khái niệm về trường, khái niệm về lực, khái niệm về các vector cảm ứng điện. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy là trong chương trình Việt Pháp người ta dùng rất là nhiều toán, cái giáo trình của Pháp người ta rất là nhiều toán, chúng ta thấy những cách tích phân trong giải tích mà chúng ta gặp rồi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta tiếp cận lần đầu tiên với những cái bài toán vật lý này thì chúng ta không nên tiếp cận theo cái hướng mà quá nặng về toán ở một vài bài giảng đầu. Sau đó các bạn bắt buộc phải nâng cấp cái trình độ của bạn lên nha. Nhưng mà một số bài giảng đầu thì chúng ta sẽ cố gắng để dựa vào cái tính đối xứng của các hệ để chúng ta giảm bớt cái việc gọi là phức tạp hóa vấn đề bằng các cái phương trình toán này. Sau đó các bạn sẽ xem xét lại là cái cách thức mà chúng ta triển khai các cái công thức toán này thì nó có gì phức tạp hay không, hay là thực ra nó cũng chỉ là cái cách viết khác của một cái phép tính thực ra rất đơn giản về mặt toán học thôi. Thì những cái thứ đó thì các bạn sẽ tiếp cận từ từ. Rồi chúng ta sẽ có những cái bài toán, một số cái khái niệm topo, topo nghĩa là khái như thế, thì những cái mà chúng ta sẽ làm quen từ từ ha. Một số cái chúng ta sẽ phải lược bỏ bởi vì cái nền tảng toán các bạn cũng hơi khó để có thể giải cho các bạn những khái niệm, ví dụ như là topo, topo gì đó là khái như thế thì nó hơi phức tạp để mà cho các bạn ở phần đại cương này khảo sát, hoặc là một số cái cách thức mà trong một số cái bài toán người ta bắt các bạn viết phương trình của những đường cong này nè. Nó rất là khó để chúng ta có để rất là khó để chúng ta có cái nền tảng toán nền tảng toán của cái cách tiếp cận này ha. Nên là thôi, bữa nay thì bữa học đầu tiên chúng ta kết thúc bây giờ ha, để bữa sau chúng ta có một cái bài giảng dài hơn về cái môn học này, được chưa các bạn? Dạ vâng. Ok, thầy nói thêm về tinh thể thời gian, mấy cái thứ nó phức tạp của em ơi. Tinh thể thời gian là một cái gì đó nó khá phức tạp, nó không nằm trong cái môn học này. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn thầy. Thầy em có câu hỏi là nếu như mà có một cái hạt tích điện kích cỡ rất rất nhỏ nhưng mà nếu như nó có gọi sao ta, ví dụ như giả thiết như người ta tích cho nó một cái lượng điện tích cỡ như lượng điện tích của một cái cần sét đánh vô nó, thì liệu là cái không tích được. Trong các bài toán phổ thông hay đại cương các bạn học, người ta không đưa ra những cái khái niệm liên quan đến tính thực tế của điện tích. Các bạn sẽ thấy những cái hạt vật nhiễm điện rất là lớn, những cường độ điện trường rất là lớn, nhưng mà trong thực tế, trong cái điều kiện mà chúng ta đang nói, giống như điều kiện mà em đang hỏi là điều kiện thực tế. Điều kiện thực tế là ví dụ như một quả cầu có thể nhiễm điện được lên đến khoảng chừng 1 mili coulomb hay không thì là không, tại vì nó đã vi phạm một, nó sẽ tạo ra những điện trường cực kỳ lớn và nó sẽ gây ra những cái tương tác đánh thủng môi trường, đánh thủng điện môi và những cái từ trường, những cái điện trường cực kỳ lớn gây ra cái sự thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc. Cho nên trong các bài toán hồi các bạn gặp á, cách vượt thoát thì đỡ hơn, tức là giá trị của họ cũng khá là lưu tâm, cho nên bài tập thường các cái giá trị mà người ta đưa cho các bạn nó không có quá lớn. Chứ mang một cái lượng tích rất là lớn mà nhồi vào một cái vật thể rất là nhỏ, nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái ảnh hưởng lên cái cấu trúc này, ảnh hưởng lên cái điện trường xung quanh, thậm chí cái môi trường xung quanh luôn. Cho nên là trong cái phần đại cương phổ thông thì người ta không có đưa ra được cái giới hạn kiểu như vậy.
cho các bạn. Câu hỏi rất là hay. Câu hỏi đó thì các bạn cần phải học sâu hơn một tí nữa để chúng ta tìm hiểu lên một số cái giới hạn liên quan đến cái môi trường mà chúng ta đang đặt một cái hạt. Chúng ta đưa cái hạt đó ra chân không chẳng hạn vậy, cách ly hoàn toàn với các cái vật chất xung quanh chẳng hạn vậy, tạo ra sự nhiễm điện cho nó cực kỳ lớn chẳng hạn vậy, thì nó như sẽ như thế nào, câu chuyện nó sẽ như thế nào, thì đến lúc đó thì lại là một cái câu hỏi khác về tính thực tế của cái thí nghiệm đó. Rồi còn ai có thắc mắc gì nữa không? Không, chúng ta ngừng ở đây nha các bạn. Rồi, bye bye. Bye bye thầy.